Số 310, kênh Đại Bảo Tích, quyển 32, Hán Dịch Đời, Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Người Xứ Thiên Trúc. Pháp hội 11, xuất hiện quang minh, phần 3. Như Lai đã hết nơi sinh tế, đại bi che khắp các thế gian, Pháp Vương tối thắng nhân trung tôn. Mong nói có gì hiện mỉm cười, vô lượng vô biên đại Bồ Tát và các thiên chúng oai đức khác, đều ở hư không cầm lòng đẹp. Cả đại địa này đều chấn động, tuở xưa ai ở chỗ Như Lai, mà mãi tu hành các thiện pháp. Đấng đại bi tâm ý bình đẳng, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Tuở xưa ai cúng dường chư Phật được nghe pháp này lòng vui mừng. Đạo sơ tối thắng nhân trung tôn, miệng mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Âm thanh của Phật đẹp ý chúng, như tiếng nhạc Chúa rất mỹ diệu, tự nhiên vô lượng tiếng hòa nhã. Mong nói cớ gì phóng quang minh, vô lượng câu chi lời phóng tụng, khuyên khen vui nhận lời tương ân, như tiếng câu chỉ la thù thắng. Mong nói cớ gì phóng quang minh, tiếng thuyết pháp vang như trống sấm, nghe khắp phơ biên ngàn ước cõi, lòng từ tiếng thô hoặc lời chịu, cớ gì phóng quang minh kim sắc. Rõ sinh, tận vô tận, biết nhãn tánh lìa không đến đi, pháp cam lộ soi sáng thế gian, cớ gì phóng quang minh kim sắc. Biết nhãn khởi tác thường không tịch, không đến không đi không chỗ trụ, như sóng nắng như bóng bọt nước, nhân duyên gì thì hiện mỉm cười. Nhĩ tỷ thiệt thân và ý căn, sắc thanh hương vị xúc và pháp, cho đến âm thanh và danh thảy, phải biết tất cả cũng như vậy. Thân Phật kim cang thường bất hoại, đầy đủ trăm ngàn tướng thù thắng, thân không cơ quan mà vận động, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Vế đùi tròn đầy, gót chân dài, bụng không lộ bầy như sư tử, rốn sâu xinh đẹp có tròn đủ, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Sắc vàng thân sạch rời trần cấu, mỗi mỗi sợi lông màu xanh biếc, xoay hữu, hướng lên mùi thơm phức, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Thân đẹp tròn đầy thường an trụ. Dường như cây chúa Ni Câu Đà, tất cả công đức để trang nghiêm, âm thanh khiến chúng lòng vui đẹp. Tay dài, tròn trịa, vai xinh đẹp, cổ thon đầy tròn hiện rõ ngấn, đi khắp phơ biên trăm ngàn cõi, chỉ dạy chúng sinh đường chánh tà. Răng trắng sạch trong như ngọc tuyết, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp mặt, má như sư tử mũi thẳng dài, đều từ phương tiện tịnh tâm sinh, hương hoa sen xanh từ miệng Phật, mùi thơm chiên đàn khắp thân Phật. Thuở xưa đã rộng tu, lòng từ, ý thích thanh tịnh thường tiếp nối. Lòng chân của Phật bằng đầy đẹp, dẫm lên mặt đất không cong lõm, như bước đi voi chúa sư tử vượt qua tất cả các thế gian. Tướng thiên bất luân đẹp đoan nghiêm, nét sáng thù thắng thường hiện rõ, hành động đều lợi ích quần sinh, ai thấy đều sinh lòng tín ngưỡng. Một ngón phát ra ngàn tia sáng, chứ khắp phổ biên các Phật quốc, tuệ xưa xuyên tu những hạnh lành, nên được những tướng trang nghiêm. Thành tựu sắc thân không ai sánh, gương mặt đoan nghiêm rất thù thắng, thân biến lợi ích các thế gian, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Bàn chân tròn, thẳng như nai chúa, thân chẳng cúi thấp như sư tử, xuất hiện làm đèn sáng thế gian, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Âm tàn ngựa chúa không nhiễm trần, lòng tay đầy bằng tay quá gối, hy hữu tối thắng thiên nhân sư, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Từ thân Phật phóng vô biên quang, sắc đẹp tịch tỉnh mà hằng chiếu, lòng Phật luôn luôn thường thanh tịnh, diễn thuyết vô biên những khế kinh, chẳng phải những kẻ chấp đoạn thường mà tịnh tu được pháp như vậy. Nếu bỏ rời được các biên kiến, chống thành thân thanh tịnh của Phật, tiếng trống trời mây sấm vang xa, tiếng chim hồng ca lan trong trẻo, âm nhạc cõi trời muôn ngàn thứ, mong nói cớ gì phóng quang minh. Đạo sư một tiếng diễn thuyết pháp, khiến người phá giới dứt lỗi lầm, Như Lai thuyết pháp lời giọng hay, đều là pháp tầm thâm hy hiểu, lông trắng trâu chúa giữa chặn mày, chiếu khắp trăm ngàn những Phật quốc. Mắt đẹp màu xanh như nước biếc, đỉnh đầu vung cao không thể thấy, răng trắng kính bằng độ 40, dường như báu pha lê trong sáng, đều từ vô lượng tịnh nghiệp sinh, mong nói cớ gì hiện mỉm cười.
Như Lai viên mãn thân công đức, thành tựu vô biên sắc vi diệu, xuất hiện quang minh đẹp hy hữu, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Đại bi tối thắng lượng túc tôn, thấu rõ chí thích của chúng sinh, đã được vô ngại đại biện tài, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Như Lai đã đến được bờ kia, đầy đủ ba minh và sáu thông, thể hiện vô biên thanh tịnh quang, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Phật ở thuở xưa vô lượng kiếp, cúng dường trong ngàn chư Thế Tôn, nhân quả như vậy chẳng hư mất, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Phật ở thuở xưa vô lượng kiếp, an trụ những đẳng trì vi diệu, biết nhãn sinh biên và tận biên, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Quá khứ vị lai và hiện tại, nơi ấy đạo sư đều biết rõ, tịnh trí vô ngại chẳng nghĩ bàn, mong nói cớ gì hiện mỉm cười. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng dùng tay sắc vàng xoa đầu đồng tử Nguyệt Quang và nói kệ: Đồng tử lắng nghe, nay ta dấu ông pháp bồ đề này xuất kinh xuất hiện quang, ở đời ác sau lúc pháp sắp diệt, phải vì chúng sinh khai thị diễn thuyết, ta dùng Phật nhãn thấy đời vị lai nơi kinh thậm tâm pháp vi diệu này, hoặc thích chẳng thích đều biết rõ cả. Nếu có chúng sinh chỉ cầu Phật đạo, thường niệm chư Phật nên truyền kinh này. Nếu lòng tín ngưỡng lại thích náo nhiệt, mãi mê ngủ say, chẳng thích kinh này, dù được xuất gia trong pháp của Phật với pháp Niết Bàn lại chẳng ưa thích. Người ngu như vậy, uống ăn của thí, nghe pháp hữu phi có nhiều tội lỗi, vẫn luyến thế gian, chẳng hề kinh sợ. Người ngu như vậy, trí giả quở trách, dù mặc pháp phục mà không trí tuệ, Đức Phật đã dạy lời nói chân thật. Vô trí nếu nghe chẳng tin nhận được, người ngu như vậy chớ cùng ở chung. Nếu người được nghe pháp thù thắng này, chẳng sinh vui mừng, lòng chẳng ưa thích. Những người như vậy bị ta quở trách, dù được thân người vẫn là luống qua. Nếu người được nghe pháp thậm thâm này, sinh được lòng mừng, rất ưa rất thích. Người ấy đã từng gặp gỡ chư Phật, quyết định sẽ được vô thượng bồ đề. Nếu người ngu si bị ác kiến hại, đức mất tuệ mạng, xa rời bồ đề, vì thế nên phải bỏ thầy, bạn ác, thân cận cung kính, người trí tuệ sáng. Tất cả thế gian có nhiều tội ác, chúng sinh thường đọa trong ba đường ác, đều từ ngu si mê lầm phát sinh, theo mê lưu chuyển, chẳng được tự tại, vứt bỏ chánh pháp, làm những phi pháp. Thế nên phải rời. Những người ngu tiểu, như người đi xe, tự làm té ngã, đã tạo nghiệp ác, sinh vào địa ngục, miệng nói lời ác, tự chuốc tổn hại, như cầm búa bén, tự chém thân mình, chẳng biết các pháp do nhân chuyên tạo, theo nghiệp thọ báo không ai cứu được. Gần gũi minh sư để làm thiện hữu mà bèn tự nói tu tập không vô, đã chứng vô vi sinh chấp đoạn diệt, như phá thân khí, tâm cũng mất theo, ưa nói những lời trâu chuốc văn hoa, tham đắm nơi đây trọn không lợi ích. Thà bị rắn độc cắn cho phải chết, chớ trọn chẳng làm người đọa ác thú. Người ngu thiết pháp làm hư căn lành, khiến vô lượng chúng sa đọa địa ngục. Là chúng các ông phải nên quan sát đồng tử Nguyệt Quang hiện đứng trước Phật. Thuở xưa đã từng cúng dường vô lượng hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn, kiên cố tu hành cầu trí vô thượng. Lòng ông chẳng luyến tất cả các cõi, biết nhãn sinh biên rút ráo thanh tịnh, rơi các hí luận không bị nhiễm trước, vì muốn lợi ích vô lượng chúng sinh, diễn nói kinh điển hiện quang vô thượng. Người ngu không thể tu học pháp này, với người tu hành dòm ngó lỗi lầm, thế nên phải bỏ những người ngu si. Chẳng nên gần gũi tu học pháp ấy, những người ngu si ưa thích tranh cãi, chẳng thể xuyên tu hành không tranh luận. Những người như vậy không tâm hợp ý, không tâm hợp lý, vì thế chẳng nên cung kính khen ngợi những người ngu si, biến nhắc giải đãi thân ngự ý nghiệp, thường làm điều ác, không có tịnh giới, trí tuệ đa văn, thường tưởng cảnh dục, thích nơi náo nhiệt. Các ông nên xem người ngu như vậy, chủng tộc và thân, thảy đều xấu ác, giận thù hung dữ, hình mạo xấu xa, dù sinh làm người, thân thường hạ liệt, chấp trước ngã tướng, mê nơi chân lý, không có trí tuệ, phân biệt lời hay, nghe pháp tánh không, chẳng ưa chẳng thích. Như Lai Thế Tôn từ lâu xa rời tất cả thế gian, ngôn ngữ hí luận nơi đây phàm phu rất hay nhiễm trước, trọn đời của họ chẳng rõ biết được, dù khen trì giới
chẳng tu phạm hạnh, miệng nói đúng pháp, thân làm phi pháp, tự nói là luật, thường hành phi luật. Phật dạy đệ tử mặc y hoại sắc, những người phá giới mà mặc y này càng thêm kiêu mạn. Với tâm phóng dật, họ ăn của thí người như nuốt lửa đỏ, đã bỏ gia đình, không vui năm dục ở trong Phật pháp, lại không diệu lạc, thích những hạnh tạp chẳng rời hai biên, bao nhiêu ý thích đều chẳng thanh tịnh. Người ngu như vậy ở trong đại chúng không khác chồn kéo nhập bầy sư tử, dù nói những pháp tịch tịnh như vậy cũng chẳng biết rõ nghĩa không chân thật, được người ca ngợi sinh lòng ngạo mạn. Chẳng nhớ đại sư thiện hổ khiêm hạ, nhận vật bất tịnh như được châu báu, vui mừng cầm giữ lòng không tạm bỏ. Bọn này hạ liệt dù lại xuất gia, gìn giữ oai nghi, chấp trì y bác, chỉ có hình tướng, không trí tuệ thật. Dù lại thế phát, chẳng bỏ ác tâm, xa vào đảo kiến, trái pháp sa môn, thoái thất nơi đạo, niết bàn tịch tỉnh, cũng không được quả của sa môn chứng. Vô minh phiền não, chẳng giả mảy may, đi dạo xóm làng, tự xưng tịch tỉnh, người ngu vô trí, chẳng biết đạo chánh, lòng họ muốn thích chỉ là bất thiện, vì cầu lợi dưỡng, mà ở chùa chiền chẳng chịu tu tập chánh nhân niết bàn, hôn trầm ưa ngủ, chỉ muốn an thân, thường ưa thực hành những sự như vậy. Dù ở chùa am trải qua nhiều năm, do điên đảo kiến mất đạo niết bàn, trọn chẳng thể được đạo quả sa môn, phá hư chánh kiến, trái phạm cấm giới, thích y phục tốt, trang nghiêm thân mình, nơi các dục lạc thường sinh ái nhiễm, nếu vào thành ấp hiện tướng kiêu mạn, thân nghiệp phóng túng, chẳng giữ oai nghi, hoặc vào thành ấp dạo đi rao nói, ở tại chùa em trong hang núi kia, mọi người đều biết là chỗ tôi ở, bước chậm ngó xuống, đi đứng an tường, phát ngôn dối lạ, hiện tướng la hán, khiến chúng bạch y đều bảo nhau rằng tỳ kheo Lan Nhã thật là bậc thánh. Hoặc tại chùa em A Lan Nhã kia, thấy có người đến, liền chỉ thị rằng, tôi ở chỗ này ngày đêm kinh hành, hoặc trải cỏ mịn làm chỗ tĩnh tọa, hoặc vào tụ lạc đến nhà bạch y, dối hiện ân cần, hỏi thăm an ổn. Nói bàn vua giặc, những sự thế tục hoặc do nhiễm tâm, ở trước người nữ, nhiều thứ phương tiện tự khen đức mình, tôi làm ruộng phước cho người trong đời, tôi bỏ ngôi vua xuất gia tu hành, cung nhân thể nữ đều sinh cõi trời. Mọi người nghe nói càng thêm cung kính, cúng dường đủ thứ y phục ẩm thực, xin ngài thương xót thường đến nhà tôi. Tham ưa vị ngon, chẳng biết tội lỗi, bị ma làm hại như rùa xa lưới, với chúng Lan Nhã kiêu căng danh lợi, khi dở chê bai, tỳ kheo tinh tấn lòng bê danh lợi, càng sinh tham luyến vì cớ sống còn, thường làm dối trá theo lớn nghiệp ác, nơi thân ngự ý, nếu có thí chủ tịnh tâm cúng dường, do vì giải đãi làm tổn phước họ. Người ngu như vậy thường sinh ác dục, nơi pháp tánh không, lòng chẳng thuận chịu. Nếu ở trong Phật pháp, rời được lỗi như vậy, xuyên tu chẳng phóng dật, được pháp này chẳng có. Với lợi với phi lợi, khen chê khổ vui thảy, thế pháp chẳng động được, được pháp này chẳng có. Quán thân tưởng bất tịnh, năm uẩn tưởng độc hại, ăn uống tưởng chữa bệnh, được pháp này chẳng có. Dù mặc y phục tốt, cũng chẳng sinh kiêu mạn, chỉ để che hổ thẹn, được pháp này chẳng có. Chẳng cậy ỷ sắc lực, với ăn không tham luyến, chỉ nuôi sống để tu, được pháp này chẳng có. Biết rõ những hữu không, nơi dục không giữ bỏ, thường tu hạnh không tịch, được pháp này chẳng có. Nói một cách, núi cách một do tuần, ngồi một mình tu thiền, quán hữu vi vô ngã, được pháp này chẳng có. Quán nhãn tận sinh biên, và tướng nhãn lưu chuyển, xuyên tu đạo nhãn tịnh, được pháp này chẳng có. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Đời vị lai như vậy, vô lượng các tỳ kheo, người si người biến trẻ, tất cả đều phải biết. Người gặp bạn thiện ác, tu tập chẳng tu tập, sinh tính và bất tính, tất cả đều phải biết. Người gặp thiện ác hữu,
Nơi đạo các căn tận, tu tập chẳng tu tập, tất cả đều phải biết. Nếu ưa thích bồ đề, hoặc 1, 2, 3 tháng, lúc sau lại thoái thất, tất cả đều phải biết. Nếu người nghe pháp này, xin được lòng ưa thích, dù có lúc thoái thất, rồi lại được lòng tin. Nếu người nghe pháp này, chẳng rời được phóng dật. Họ sinh ý nghĩ rằng, kinh này phi Phật thuyết. Nếu người nghe pháp này, bị ma nó nhiếp trì, trước dù phát lòng tin, sau thì lại vứt bỏ. Không ưa thích chánh pháp, dối gạt cầu chánh lợi. Dù hành nơi tụ lạc, khen nói đà la ni, ta muội tổng trì sáng, thật ra họ chẳng hiểu. Ràng buộc nơi thâm dục, tham cầu những thế nghiệp. Dùng lời lẽ phân biệt chê người tu pháp không. Họ không có điểm tuệ, trọn đời họ luống qua, người ngu bỏ pháp không. Đó là họ phá giới, sẽ đọa ngục A Tỳ, trọn chẳng được sinh thiên. Nếu trong một sát na tạo lập ngàn tòa tháp, chẳng bằng nghe kinh này, thì thọ trì 4 câu kệ, đem trong ngàn vòng hoa cúng dường nơi Phật pháp, chẳng bằng nghe kinh này, suy gẫm 4 câu kệ. Nếu người xây bảo tháp số nhiều như hằng sa, chẳng bằng khoảng sát na suy gẫm kinh điển này. Đem hoa rải cúng dường nơi trăm ức cõi Phật, chẳng bằng khoảng sát na suy gẫm kinh điển này. Ca xa trăm ngàn ức dâng cúng lên chư Phật, chẳng bằng khoảng sát na suy gẫm kinh điển này. Phật nhãn thắng thanh tịnh, không gì chẳng thấy biết. Nếu ưa thích kinh này, sẽ được mắt của Phật. Quá khứ vô số kiếp, có Phật hiệu Nhiên Đăng, ta làm tiên Ma Nạp, cầm hoa đến cúng dường. Phật ký ta thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, sẽ ngồi nơi đạo tràng, diễn nói kinh điển này. Còn ông làm đồng tử, nghe ta được thọ ký, vui mừng phát lòng tin, chắp tay phát thệ nguyện. Nếu ma nhận thành Phật, tôi sẽ giúp giáo hóa, đến lúc Ngài diệt độ, tôi hộ trì pháp tạng. Như Phật Nhiên Đăng kia, nói kinh xuất hiện quang, ma nhận cùng đồng tử, lúc ấy cùng nghe thọ. Thời xưa ta đã từng đem hoa sen thơm đẹp, cúng dường Phật Nhiên Đăng, tòa ấy ở Pháp hội, ông phát nguyện như vậy. Trong mặt pháp của ta thọ trì kinh điển này, rộng tuyên thuyết lưu truyền, nếu người nghe pháp này, lòng chẳng sinh bực dọc hay thọ trì độc tụng thì gọi đại trượng phu. Ông phải ở đời sau trì pháp khó nghe này, trọng vì các chúng sinh phân biệt nghĩa thú ấy. Ta trong đời quá khứ, lúc chánh pháp sắp diệt, trì kinh hiện quang này, rộng nói cho chúng sinh. Người ngu chẳng xuyên tu, hủy bán kinh pháp này. Ta dù nghe họ chê, cũng chẳng sinh phiền giận. Ta thường tu nhẫn nhục, lợi ích cho thế gian. Do nhẫn lực thành tựu, thân tướng hảo trang nghiêm. Này đồng tử phải xem, thân Phật hiệu diệu viên mãn. Sắc vàng rất thanh tịnh, đều từ nhẫn nhục, nhẫn lực sinh. Ngón chân ta ấn đất, chấn động vô biên cõi. Mà chúng sinh chẳng tế, đều là do nhẫn lực. Ta từ một lỗ lông phóng trăm ngàn ánh sáng, thanh tịnh chiếu tất cả đều do thắng nhẫn lực. La sát rất đáng sợ, hút lấy tinh khí người, thương mến kính hơi ta đều do thắng nhẫn lực. Những quyến thuộc của ma, khéo điều phục được tâm, với Như Lai tôn trọng đều do thắng nhẫn lực. Trăm ngàn thứ âm nhạc, khắp ở trong đại chúng, khen ngợi Phật công đức đều do thắng nhẫn lực. Trăm ngàn vị Long Vương, sân độc rất đáng sợ, thế Phật liền vui mừng, đều do thắng nhẫn lực. Chúng Dạ Xoa La Sát cầm trăm ngàn vòng hoa, đồng đến cúng dường Phật, đều do thắng nhẫn lực. Vô lượng trăm ngàn cõi hiện tại cho Như Lai, khen ngợi công đức ta, đều do thắng nhẫn lực. 8.000 cư bàn trà và Atra Phạ Ca rải hoa cúng dường ta, đều do thắng nhẫn lực. 60 câu chi, chúng Dạ Xoa phương thảy đồng đến cúng dường ta, đều do thắng nhẫn lực. Là có ngàn Long Vương, Ma Na Bà Dạ Thảy, dân ta xích trân châu, đều do thắng nhẫn lực. Trăm ngàn Đâu Mâu Lô cùng với Thi Khí Tỳ cúng dường ta âm nhạc, đều do thắng nhẫn lực. Trăm ngàn Cư Bàn Trà Tỳ Lô Thích Ca Thảy cúng dường ta hương hoa, đều do thắng nhẫn lực. Long Vương giữ đại địa hiện ra nửa thân rồng, chắp tay cung kính ta, đều do thắng nhẫn lực.
có trăm ngàn câu chi la hầu Atula tịnh tâm cúng dường ta, đều do tán nhẫn lực. Này Nguyệt Quang, phải xem Phật Quang chiếu đến đâu, bị hết khổ được an vui, đều do tán nhẫn lực. Trăm ngàn chúng chư thiên rải hoa trời cúng dường, họ bỏ vui năm dục đến ở gần Như Lai. Ông xem Phật thần thông tiếng diễn thuyết thế giới, khắp mọi nơi đều nghe, đều do tán nhẫn lực. Tiếng diễn thuyết uẩn giới và tiếng nói bốn đế khắp mọi nơi đều nghe, đều do tán nhẫn lực. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn tận biên tịch tỉnh, sinh biên cũng tịch tỉnh. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn từ nhân duyên sinh không đến cũng không đi. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, quan sát nhãn tịch tỉnh, do đó sinh chư Phật. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn tận biên tịch tỉnh, do đó sinh chư Phật. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn biên tế tịch tỉnh, do đó sinh chư Phật. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn sinh biên tịch tỉnh, do đó sinh chư Phật. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn lưu chuyển tịch tỉnh, do đó sinh chư Phật. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn vô sinh tịch tỉnh, do đó sinh chư Phật. Do thần thông của ta nghe hư không thuyết pháp, nhãn tịch diệt tịch tỉnh, do đó sinh chư Phật. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Thân tham sân si phẫn phú tật đố và xiểm cuốn, cống cao cùng kiêu mạn, nói rộng cũng như vậy. Đồng tử Nguyệt Quang nghe Đức Phật nói pháp tối thắng như vậy, vui mừng chắp tay bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, ngày mai con muốn tỉnh Như Lai và đại chúng đến nhà con thọ trai, mong Như Lai từ mẫn nhận lời. Đức Phật biết ý nguyện của đồng tử thanh tịnh. Đức Phật cũng biết sẽ lợi ích vô lượng chúng sinh, nên xót thương mà im lặng nhận lời thỉnh của đồng tử. Đồng tử Nguyệt Quang liền đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, vui mừng trở về nhà cùng với quyến thuộc và chúng trời rồng. Tán bộ chúng đồng nghiêm sức thành vương xá. Nơi ngã tư đường, gian màn, gian bày màn che bằng lụa màu. Màn ấy cao rộng che khắp mọi nơi, dây vàng kết sen, chuỗi ngọc thồng rũ, những lá phan sư tử, hoa vàng câu, vòng trăm ngàn thứ để trang sức. Lại còn có hoa báu rất lạ xen lẫn nhau, mà làm thành vòng hoa, hoa chiêm bạc, vòng hoa mục chân lân đà, vô lượng vô số thứ vòng hoa như vậy, thồng rũ giáp vòng trong màn trướng báu. Khắp nơi đều trang nghiêm, trong ấy sắp đặt chỗ ngồi, đốt những hương quý, hương tất lực ca, hương đô ma giá, hương chiên đàn, hương ức kim, thơm cho vui dạ. Hòa hợp nhiều thứ hương thúy diệu hương như vậy để dùng cúng dường. Còn đen nước thơm rưới khắp mặt đường, hoang đẹp phủ trên đất, chỗ nào cũng đầy khắp. Các thiên nữ Atula nữ, Ma Hầu La nữ, số đông vô lượng. Lòng họ vui mừng vì muốn thành tựu nhân Bồ Đề nên đồng đến chiêm sức đại thành ấy. Trong thành khắp nơi nghiêm sức đã xong, đến giờ thọ trai, đồng tử Nguyệt Quang đến bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lợi ích các chúng sinh mà vào đại thành. Bây giờ Đức Phật và đại chúng đi vào cửa thành, ngay lúc Đức Phật hạ chân xuống, khắp mặt đất trong thành đều chấn động trong ngàn ức thế giới, mười phương cũng đều chấn động. Trong thời gian ấy, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ khổ được vui, kẻ xấu thành đẹp, kẻ nghèo được no đủ. Không con có con, không có áo có áo, không vàng bạc châu báu có vàng bạc châu báu. Không thân thuộc được thân thuộc, người thiếu đồ trang sức thì được có đồ trang sức. Còn có các loài chim như câu chỉ la, chim anh vũ, chim khổng tước, chim xá lợi, chim ca lăng. Những chim ấy thấy Đức Phật, chúng vui mừng hót ra những âm thanh vi diệu. Ai nghe tiếng hót ấy cũng đều đẹp dạ. Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện cho lượng cây hoa chim bạc ca. Trong ngàn chúng sinh cầm hoa thanh tịnh ấy và các thứ hương khác rải lên cúng dường Đức Phật. Các Atula nữ và Mahe Thủ La cầm xích trân châu và bột chiên đàn, vui vẻ kính rải trên Đức Phật. Chúng Atula và chúng trời cầm lõng báu bằng hoàng kim bạch ngân đứng trên hư không che cho Như Lai. Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện do lượng cây hương chiên đàn. Trong ngàn cây kim cang, bảo khí và y phục, những cây như vậy do lượng vô biên trân bảo trang nghiêm,
hoa lá rậm rạp, đó là do quả báo phước đức của tất cả chúng sinh chung lại kết thành. Gió nhẹ thổi động, hơi thơm tối thắng vi diệu lan khắp vô lượng cõi Phật, trong ngàn chúng sinh đồng rải cúng dường Đức Phật. Vô lượng chúng sinh hữu tình và phi tình như vậy đều do thần lực của Đức Phật hóa hiện. Nếu có ai mong cầu do thần lực ấy, đều làm cho đầy đủ theo ý muốn của họ. Lúc Đức Phật vào thành, tất cả đại chúng nghe tiếng hay lạ trên hư không. Tiếng ấy diễn sướng chẳng thể nghĩ bàn, cũng chẳng biết từ đâu xuất phát. Nói lên trăm ngàn kệ tụng để tuyên diệu pháp. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham tận biên thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham sinh biên thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham biên tế thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham tịch tỉnh thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham lưu chuyển thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham không có thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham không sinh thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Rõ tham tịch diệt thường không tịch, chứng thật tánh ấy được Bồ Đề. Sân si phẫn phú cùng tật cuốn, xiểm khúc cống cao kiêu mạn ưu, khổ tập diệt đạo và hữu tình. Đồng nam đồng nữ với phụ nữ, trượng phu dưỡng dục gồm sáu căn, sáu trần bốn đại tánh sự vật. Thế gian khổ ẩn giới thế sinh, âm thanh danh pháp khác cũng vậy. Pháp vương diễn nói tiếng vi diệu, tất cả chúng sinh đều vui mừng. Chư thiên thế nhân cùng nghe rồi, thích muốn ở nơi Như Lai thừa. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Nơi sức bố thí Phật rất thích, do sức bố thí chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Nơi thanh tịnh giới Phật rất thích, do sức tịnh giới chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Nơi hạnh nhẫn nhục Phật rất thích, do sức nhẫn nhục chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Nơi hạnh tinh tấn Phật rất thích, do sức tinh tấn chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Nơi hạnh thiền định Phật rất thích, do sức thiền định chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy. Nơi đại trí tuệ Phật rất thích, do sức trí tuệ chứng Bồ Đề. Sức thần thông phước đức trí tuệ, sức phương tiện sắc, sức danh sân, sức nghiệp nhân duyên, sức tính văn, sức bố thí và sức tịch tỉnh, sức điều phục thực tế, đế thiện, sức vô ý, hoan hỷ lợi lạc, từ bi hỷ xả, nhẫn vô não, không vô tướng vô tác cũng vậy. Đấng thập lực Thánh Chúa Thiên Tôn, công đức danh văn vô đẳng lượng, khi vừa vào thành mới hạ chân, đã làm lợi ích nhiều chúng sinh. Xưa ở ba cõi tu tịnh nghiệp, thêm lớn hạnh lành cho chư thiên, tất cả thế gian đều tôn ngưỡng, nghe lời Phật nói đều vui mừng. Lúc Phật vào thành mới hạ chân, thành ấp đại địa đều chấn động. Đồng thấy tịnh quang minh của Phật, thảy đều khát ngưỡng sinh vui mừng, Thế Tôn vào thành lợi ích lớn. Trời người đại chúng lòng vui mừng, ba cõi từ đất đến không gian đều khen Như Lai khéo an lạc. Túc luân của Phật vừa ấn đất, tịnh quang chiếu khắp chưa từng có. Trong thành ngựa hay vang tiếng diệu, trên không các chim cũng vui mừng. Lại có chúng nữ nhân thanh tịnh, tay chân hoàng xuyến và chuỗi ngọc, nhiều thứ trang sức báu như vậy, chẳng gõ tự vang tiếng diệu kỳ. Các nàng cùng đến vui mừng rỡ, đồng thanh khen ngợi thắng các tường, đuôi điếc tàn phế được lành lặn, đều là quả thù thắng của Phật. Thế Tôn vào thành, người đều mừng, trời người rải hoa cúng dường Phật. Khắp trong hư không vang tiếng diệu, vô lượng chư thiên rất vui mừng, còn có những chúng sinh mất trí, đã hết cuồng loạn lòng vui mừng, nữ nhân thai nghén lòng lo sợ, nhờ ánh sáng Phật được an vui, hoặc có các nam nữ hổ thẹn,
Vì họ nói pháp rời cấu nhiễm, đều sinh lòng thanh tịnh vui mừng, đảnh lễ dưới chân Đức Mâu Ni, hoặc cầu Như Lai đạo vô thượng, hoặc cầu Bồ Tát Thanh Văn Thừa, như vào thành chiến đàn tối thắng, chiêm ngưỡng tôn nhang tự vui mừng. Phật tuệ thấu rõ hạnh mọi người, tùy thuận thế gian làm lợi ích, pháp tài sâu xa cho Bồ Tát, trân bảo thượng diệu thế chúng sinh. Lúc Thế Tôn vào thành, hư không nói như vậy: nếu Thích Nhãn tận biên thì tôn trọng Đức Phật. Thế Tôn vừa vào thành, hư không nói như vậy: nếu Thích Nhãn tận biên thì tịnh thí Đức Phật. Nếu Thích Nhãn tận biên, Đức Phật bất hoại tính, tịnh tính được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu Thích Nhãn tận biên được pháp bất hoại tính, tịnh tính được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu Thích Nhãn tận biên được tăng bất hoại tính, tịnh tính được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu Thích Nhãn tận biên được giới không chấp trước, tịnh giới được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu Thích Nhãn tận biên rời ác thú tham dục, rời bỏ tham tương tục, do quán nhãn tận biên. Nếu Thích Nhãn tận biên rời ác thú sân hận, rời bỏ sân tương tục, do quán nhãn tận biên. Nếu Thích Nhãn tận biên rời ác thú ngu si, rời bỏ si tương tục, do quán nhãn tận biên. Nếu quán nhãn tận biên thì được trí bồ đề tương tục, do quán nhãn tận biên, cho đến nhãn sinh biên, biên tế và lưu chuyển, tịch tỉnh cùng không có, vô sinh với tịch diệt, các pháp môn như vậy. Nếu nói đồng như nhãn tận, nếu Thích Nhãn tận biên thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu Thích Nhãn tận nhãn sinh biên thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu Thích Nhãn biên tế thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu Thích Nhãn luân chuyển thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu Thích Nhãn tịch tỉnh thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu Thích Nhãn vô sinh thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu Thích Nhãn không có thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu Thích Nhãn tịch diệt thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Biết nhãn sinh vô biên, phát khởi trí vô biên, do vì trí vô biên nói pháp này cũng vậy. Biết nhãn tận vô biên, nơi nhãn không chướng ngại, do vì không chướng ngại được Phật vô ngại trí. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Lúc Thế Tôn vào thành, trong ngàn loại chúng sinh, Ngài hư không thuyết pháp, không nghi công đức Phật. Dù có khởi tham dục, chẳng hư Phật trí tuệ, hoặc có khởi tham dục, thoái thất Phật công đức. Hoặc dù khởi tham dục, mà cầu vô thượng trí, xuyên tu pháp bất cộng, chẳng thích thanh văn thừa. Người ngu tu tập thiền, ưa nơi thiền định vui, bèn sinh tăng thượng mạng, nói được quả sa môn. Người ngu tu tập thiền, không trí nhãn tận biên, dù trải trăm ngàn kiếp vẫn không được giải thoát, với tất cả ái sinh đều nhiễm trước trong ấy. Nếu biết sinh tánh không, chỗ thấy thường thanh tịnh. Nếu người tu tứ thiền, không trí nhãn tận biên, dù trải trăm ngàn kiếp, nơi thiền chẳng thanh tịnh. Nếu chứng được đẳng dẫn, không trí chứng tận biên, vì chẳng biết chứng tận, thường hành nơi chứng lậu. Nếu chấp trước nơi tưởng, không trí tưởng tận biên, vì chẳng biết tưởng tận, thường hành nơi tưởng lậu. Nếu luyến trước thế gian, không trí thế tận biên, vì chẳng biết thế tận, thường hành nơi thế lậu. Nếu ở tâm hữu lậu, không trí tâm tận biên, vì chẳng biết tâm tận, thường hành nơi tâm lậu. Nếu ở pháp hữu lậu, không trí pháp tận biên, vì chẳng biết pháp tận, thường hành nơi pháp lậu. Nếu đủ pháp đầu đà, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải thật đầu đà. Dù mặc y hoại sắc, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải ứng pháp phục. Dù sinh nhà quý tộc, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải nhà thanh tịnh. Dù quyến thuộc đông nhiều, không trí nhãn tận biên, chống đọa trong ác thú, quyến thuộc chẳng cứu được.
Dù giỏi thanh minh luận, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng đạt được thanh minh. Dù giỏi các công xảo, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải giỏi công xảo. Dù với nhiều gạn hỏi, rộng giải thích một chữ, không trí nhãn tận biên, chẳng phải giải nghĩa đúng. Dù học với người trí, chẳng biết mật, chẳng mật, không trí nhãn tận biên, không có được nơi pháp. Dù rõ các luận thuyết, thế luận và các pháp, không trí nhãn tận biên, như té vực níu dây. Dù giỏi nơi thanh minh, suy đoán tướng tốt xấu, và văn tự, âm vận, độc tụng đều rõ suốt, chẳng biết nhãn tận biên, người ấy vẫn vô trí. Dù dù biết tướng nữ nhân, lời tà làm mê hoặc, cách đấm bóp hết mỏi, những ảo thuật bí mật, chẳng biết nhãn tận biên, người ấy vẫn vô trí. Dù diễn thuyết trăm tông, không sót mất một chữ, chẳng biết nhãn tận biên, lời nói vẫn vô nghĩa. Nhãn sinh biên như vậy, biên tế cùng lưu chuyển, cho đến nơi tịch diệt, nên biết cũng như thế. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Dù đọc tuận thanh luận, mà biết hết nghĩa ấy, chẳng biết nhãn tận biên, họ vẫn là hệ liệt. Dù tụng bốn vi đà, thần chú đều thông thuộc, chẳng biết nhãn tận biên, họ vẫn là hệ liệt. Như vậy, nhãn sinh biên, biên tế và lưu chuyển, cho đến nơi tịch tỉnh, phải biết cũng như vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Kinh Đại Bộ Tích Quyển 33, Hán Dịch Đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Người Xứ Thiên Trúc, Pháp Hội 11, Xuất Hiện Quang Minh Phần 4. Lúc Thế Tôn vào thành, chư lượng các chúng sinh nghe tiếng nói hư không, được trí nhãn tận biên. Lúc Thế Tôn vào thành, chư lượng các chúng sinh nghe tiếng nói hư không, biết rõ nhãn tự tánh, rốt ráo không, vô ngã, đều được nhãn thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Tham sân si phẫn mạn, sang tật cuốn, cống cao, cho đến nơi phóng dật, phải biết cũng như vậy. Lúc Thế Tôn vào thành, vô lượng loài chúng sinh nghe tiếng hư không nói danh hiệu của chư Phật, hoặc nghe diệt hoại tham, danh hiệu không gì bằng, hoặc nghe diệt hoại sân, danh hiệu lợi cho đời, hoặc nghe hết ngu si, danh hiệu dẹp kiêu mạn, hoặc nghe dạy thế gian, tên đạo sư tịch tỉnh, hoặc nghe hiện trí tuệ, tên lợi ích thế gian, hoặc nghe hiện phương tiện, tên lợi ích chúng sinh. Hoặc nghe hàng phục ma, tên không có hận thù, hoặc nghe đem pháp dạy, tên thể hiện giải thoát, hoặc nghe tên rộng độ, những chúng sinh khốn khổ, hoặc nghe đấng nhân tôn, ta cứu tế chúng sinh, được nghe danh hiệu Phật, đều được nhãn thanh tịnh, hư không và nước biển, cho đến núi Tu Chi, tất cả đều lường được, trí Phật không cùng tận. Nếu nơi nhãn tận quyết định được, thành tựu pháp thân chẳng là khó, nếu thành tựu được thắng pháp thân, sẽ được vô biên trí tổng trì. Nếu được vô biên trí tổng trì, tỏ ngộ vô lượng những khế kinh. Nếu ngộ vô lượng những khế kinh, nơi Phật thần thông được chẳng khó. Nếu nơi nhãn sinh quyết định được, thành tựu pháp thân chẳng là khó. Nếu hay thành tựu thắng pháp thân, sẽ được vô biên trí tổng trì. Nếu được vô biên trí tổng trì, tỏ ngộ vô lượng những khế kinh. Nếu ngộ vô lượng những khế kinh, nơi Phật thần thông được chẳng khó. Như vậy, nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị và xúc pháp, cho đến âm thanh cùng với danh, phải biết tất cả đều cũng vậy. Lúc ấy đại địa đều chấn động, biển lớn các núi cũng chấn động, chúng Atula và chư thiên, tất cả thảy đều sinh hoan hỷ, ma và ma quân hết xiểm khúc, đều cầu thành tiệu Phật trang nghiêm, chư thiên các xứ cung điện đẹp, lòng sạch vui mừng bảo nhau rằng, đạo sư nay đã hiện ra đời, vì lợi tất cả chúng trời người, chúng địa cư thiên ở cung mình, cũng đều vui mừng bảo nhau rằng, lành thay đạo sư nay xuất thế, làm nhân an lạc khắp thế gian, chúng không cư thiên, nghe lời ấy, thể đều vui mừng sinh tịnh tính, dùng tiếng đẹp, dạ khen ngợi Phật, đạo sư xuất hiện lợi thế gian, chúng tứ thiên vương nghe lời ấy,
thảy đều vui mừng sinh tịnh tính, dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật. Đạo sư xuất hiện lợi thế gian, chư thiên đao lợi nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sinh tịnh tính. Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật, đạo sư xuất hiện lợi thế gian, chư thiên giả ma nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sinh tịnh tính. Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật, đạo sư xuất hiện lợi thế gian, chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Trí cầu Như Lai vô thượng trí, đấng tối thắng trời người nương tựa, độ thoát tất cả loài chúng sinh. Chư thiên đâu xuất nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sinh tịnh tính. Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật, đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Phật trải cô chi vô số kiếp, tu tập vô biên hạnh thù thắng, dạy đạo an ổn cho chúng sinh, khiến thoát sinh tử chứng niết bàn. Chư thiên hóa lạc nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sinh tịnh tính. Dùng lời thù thắng khen ngợi Phật, đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Chư thiên ta hóa nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sinh tịnh tính. Dùng tiếng vi diệu khen ngợi Phật, đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Như Lai đã khỏi hẳn sinh tử, hàng phục chúng ma và ngoại đạo, thành tựu vô lượng Phật Bồ Đề. Cứ vất quần sinh lên bờ giác, các chúng phạm thiên nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sinh tinh tấn. Thảy đều vui mừng sinh tịnh tính. Danh tiếng vi diệu khen ngợi Phật, đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Như vậy xoa đầu, xoay vần nghe tiếng nhau, quyến thuộc phạm thiên đều mừng rỡ, đạo sư xuất hiện lợi thế gian, ma quân sợ sệt đều lo khổ, trên đến chư thiên sắc cứu cánh, nghe Phật xuất hiện lợi thế gian. Như vậy xoay vần tiếng nghe Pháp, tu la tổn giảm chư thiên tăng, cung điện ác ma đều trống vắng, quyến thuộc chư thiên đều đông nhiều. Dùng sức vô ý hàng chúng tà, mau thành tối thắng đại Bồ Đề. Trong khoảng sát na trời biết khắp, Thế Tôn xuất thế lợi quần sinh, lành thay thế gian, đại đạo sư, đem mắt thanh tịnh cho chúng sinh. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì tham dục, nghe nói quán, bất tịnh quán, tham dục dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì sân hận, nghe nói pháp từ bi, sân hận dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì ngu si, nghe nói pháp trí tuệ, ngu si dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì kiêu mạn, nghe pháp lìa kiêu mạn dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì tật đố, nghe pháp lìa tật đố dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì sang lẫn, nghe pháp lìa sang lẫn dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì phẫn nộ, nghe pháp lìa phẫn nộ dứt không còn. Nếu tu hạnh điều phục, nghe vô biên pháp này, thì vào biển đa văn thành tự môn tẩm trì. Lại nghe tiếng hư không, đem hoa cúng dường Phật, thành tựu thắng công đức, đại bi thần thông thuyết. Lại nghe tiếng hư không, khen ngợi thân Như Lai, chỗ sinh và chủng tộc, tiếng nói đều thù thắng. Như loài chúng sinh ấy, thần thông tùy loại nói. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, hoặc sắc hoặc thanh thảy, co duỗi hoặc cúi ngửa, hiện bày đều thù thắng. Như Lai việc thế gian mà làm đèn thế gian, thì hiện các sắc tượng đều là Phật thần thông. Phàm phu ưa luyến sắc, vì hiện các thứ thân, tùy theo loài chúng sinh, nói sắc không kiên cố. Nếu người nhiều chấp trước, Như Lai hiện thần lực, tùy họ khí, phi khí, dạy họ pháp đối trị. Chúng sinh từ nhiều đời, chưa từng cúng dường Phật, kiên cường khó điều phục, đem địa ngục bảo họ. Nếu người mê nghiệp đạo, cố chấp ưa hỷ luận, Đức Phật khiến họ nghe pháp dứt chấp hỷ luận. Lại nghe tiếng hư không, nhãn tánh quyết định không, không đến cũng không đi, không tướng không sở hữu. Lại trăm ngàn chúng sinh nghe hư không diễn thuyết, nhục nhãn và tuệ nhãn cho đến nói pháp nhãn. Sức thần biến của Phật nghe tiếng nói giới định trí tuệ và giải thoát, tiếng giải thoát tri kiến, chúng sinh có nhiều loại. Hiện thần biến đúng chỗ, dùng ngôn ngữ tùy loại, huyện thuyết pháp chân thật. Nếu có các chúng sinh thích tu thí giới nhẫn, thần thông tùy loại nói, tiếng thí giới nhẫn nhục, sức thần biến của Phật, tùy căn tánh chúng sinh, vì họ rộng phân biệt, khiến họ trì diễn thuyết, do thần biến của Phật nghe nói uẩn giới xứ,
trói mở hoặc gần xa, tướng địa vị sai biệt, lại nghe nói các địa vô lộ trí chiếu sáng, lại nghe nhiều, lại nghe phiền não tập, có lìa có chẳng lìa, do thần biến của Phật, nghe nói tánh trời người, do nghiệp quả chẳng đồng, thọ sinh có sai biệt. Hoặc nơi chúng nữ nhân, hóa thân nữ xinh đẹp, hư không nói nên chán, người nghe trừ lòng dục. Nếu nơi xá lợi Phật, có lòng sâu tin tưởng, Đức Phật liền ứng hiện vì nói pháp vô thượng. Câu Luật Đà Ca Diếp, Kiếp Tân Na Nan Đà, Maha Ca Diếp Ba và Kiều Trần Na Cả Thảy, tùy chỗ họ ưa thích nghe nói pháp Thanh Văn, Trời và Atula, cùng các chúng dạ xoa, quyến thuộc, Tỳ Lỵ Ca, Vô Lượng Cư Bàn Trà. Do Phật lực được nghe, thần chú Đà La Ni, Nhất Trí Tỷ, Tất Trí Tỷ, Y Ra Tô Y Ra, Ô Năng Tỷ, Mạng Năng Tỷ, Ô Xí, A Nộ Xí, A Khất Sa La Mang Năng Di, Đà La Ni Nể Sắc Tra Nể Danh, Đa Ca Nể, Y Danh Mạng Đa Ra, Nể Ha Ra, A Bất Rị Bồ Đế, Nể Ra A Sát Ra, Vi Gia Khất Lý Dạ Đế, A Sát Ra Phượt Ra Nhị Đế, Ca Ra Phạ Hê Ninh, Tác Nhương Vi Xà Ni Đế Nhương Nẵng, Bác Ra Xá Tác Đế Xá Tác Đa, Bác Ra Xá Tác Đa, Đa Ra Nghiệt Đa Bộ Danh, Ám Phạ Ra Ám Phạ Ra, Ly La Phạ Nẵng Thất Giả, Chất Đa Vi Phạ Nhị Đa, Chất Đa A Nang Đa, Ô Bế Rà Ha Phạ Nhĩ Đa Bộ Danh, Nang Nam, Kana A Ca Ni Vi Phạ Nhĩ Đa, Thất Ly Sắc Ra, Amala Ninh Mala, Phất Lý Đệ Nản Ra Thủy Giả, Ha Ha Lý Ma Ha Lý, Phư Ra Ni Đệ Sắc Ra Trước Soni Hara, Ô Địa Ri Đa Phạ Chỉ, A Tra Ni, Cú Tra Ri, Kế Đố Tô Kế Đô, Tố Phạ Ra Nể, Ca Ra Nể, Cú Tố Ma Nể Duệ, Ca Ca Lê, Khước Khư Lê, Ninh Bác La Mộ Lê, Đề Sắc Tra Hê, Đà La Ni, Na Ca Ni Ha Ra, Bác Ra La Giả Đệ, A Đệ Bác Ra La Giả Đệ, Án Đa Ra Bác Đề, Án Đa Ra Đa Phạ Địa Thất Giá, Ha Hê Rị, Ha Hê Ri, Ma Khư Lý, Y Ni Tam Bà Lê, Đế Sắc Tra Hê, Đà La Ni, Trấm Bộ Lô Nhã Đề. Là dùng nhiều tiếng hay của Tỳ Sa Môn Vương, để đầu lại tra thảy nói chú Pháp thân Phật. Vô lượng tiếng như vậy, Phật thần thông tiên nói, thần thông đã vô lượng, sở thuyết cũng vô biên, hoặc ở cõi không Phật, sức thần thông biến hóa thân Phật và thánh chúng, như việc thấy hôm nay, trong chẳng nghĩ bàn cõi, hiện vô lượng biến hóa mới sinh đi bảy bước, bỏ ngôi vua xuất gia, đạo tràng thành chánh giác. Suy gẫm pháp đã được, vì chúng chuyển pháp luân, thị hiện nhập niết bàn và dùng sức thần thông, diễn thuyết các thứ pháp khiến vô lượng chúng sinh thành tựu trí thù thắng. Lúc ấy Đức Phật hiện, chúng phạm thiên vây quanh, diễn nói bốn nhiếp pháp, sáng thêm bốn nhiếp hạnh. Lúc ấy Đức Phật hiện, chúng long vương vây quanh, diễn nói lỗi hận thù khiến họ bỏ lòng giận. Lúc ấy Đức Phật hiện, chúng dạ xoa vây quanh, diễn nói lỗi tổn hại khiến bỏ lòng tổn hại. Lúc ấy Đức Phật hiện, Atula vây quanh vì nói lỗi đấu tranh, khen ngợi tu nhẫn nhục. Lúc ấy Đức Phật hiện, Kalola vây quanh, diễn nói lỗi sai trái, khen ngợi lòng hòa hợp. Lúc ấy Đức Phật hiện, Ca Tát Bà vây quanh, dùng vô biên ái ngữ, ca ngợi Đức Như Lai. Lúc ấy Đức Phật hiện, Ma Hầu La vây quanh, quả trách pháp ngoại đạo, khen ngợi lời Phật dạy. Lúc ấy Đức Phật hiện, chúng quỷ thần vây quanh, cùng ca ngợi Như Lai, những công đức hy hữu. Đức Phật hiện thần biến, khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn tận biên, rốt ráo hay thông đạt, Thế Tôn hiện thần biến,
khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn sinh biên. Rốt ráo hay thông đạt Như Lai hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn biên tế, rốt ráo hay thông đạt Đạo Sư hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn lưu chuyển, rốt ráo hay thông đạt Đại Hùng hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn tịch tỉnh, rốt ráo hay thông đạt Đại Lực hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn vô sinh, rốt ráo hay thông đạt Đại Từ hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn vô hữu, rốt ráo hay thông đạt Đại Bi hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn tịch diệt, rốt ráo hay thông đạt Ứng Cúng hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn vô ngã, rốt ráo hay thông đạt Biến Tri hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nói nhãn vô nhân, rốt ráo hay thông đạt Lượng Túc hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nhãn thông, nghe nhãn không chúng sinh, rốt ráo hay thông đạt Thiện Thệ hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nhãn không thọ mạng, rốt ráo hay thông đạt Vô Thượng hiện thần biến. Khiến trăm ngàn chúng sinh nghe nhãn không dưỡng dục, rốt ráo hay thông đạt Điều Ngự hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh quả trách nơi thế trí, chẳng cho ưa mến nó, Thế Năng hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh quả trách nơi thế lợi, khi công đức vô vi, Đức Phật hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh quả trách trí hữu lậu, khen ngợi tuệ vô lậu, Như Lai hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh quả trách thế gian thiện, khen ngợi định xuất thế, Thế Tôn hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh quả trách giới hữu lậu, khen học xứ vô lậu, Đạo Sư hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh quả trách lỗi tâm nhỏ, khen ngợi đức tâm lớn, Đại Hùng hiện thần biến. Khen ngợi tu thân giới, tu tâm và tu tuệ, vô lậu cùng vô y, Đại Lực hiện thần biến. Khen ngợi đạo diệt khổ, người ham mê hí luận, bị chư Phật quả trách, Đại Từ hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh phân biệt nhãn dứt lỗi, khai thị tướng tịch diệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh người tuổi trẻ khỏe mạnh, chỉ dạy cho biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh người sinh xứ kiêu dật, chỉ dạy cho biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh người thọ dụng phóng dật, chỉ dạy cho biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh người tự tài phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh người phóng dật nơi sắc, chỉ dạy vô biên lỗi. Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh những người nữ phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh phóng dật nơi y phục, chỉ dạy vô biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh phóng dật nơi rượu say, chỉ dạy vô biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh làm vua mà phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh nơi giới luật phóng dật, chỉ dạy vô biên lỗi, Đại Bi hiện thần biến. Rộng vì các chúng sinh phóng dật nơi trí tuệ, chỉ dạy vô biên lỗi. Như vậy Phật thần biến, thiền xảo tăng thượng mạng, giàu nói giỏi quyến thuộc, âm nhạc và ca vịnh, danh xưng cùng tán thán, cúng dường với lợi dưỡng, mỹ diệu cuốn xiểm kiêu, vô tàm và vô quý, cống cao đầy khinh mạng, phóng dật tham nhũng vậy, Đại Bi hiện thần biến, khai thị các chúng sinh, người tâm ý hạ liệt, dạy họ tưởng thù thắng, Đại Bi hiện thần biến, khai thị các chúng sinh, kẻ tự khinh lui bỏ, dạy họ sức tinh tấn, Đại Bi hiện thần biến, khai thị các chúng sinh, kẻ tham chấp của cải, dạy họ pháp tri túc. Lại hóa cung điện thơm, cũng hóa cung điện đẹp, đều có lầu các tốt, hóa Phật ngồi trong ấy, là có các thiên nữ ở điện hoa chiêm bạc, đều hiện nửa thân mình, cầm vòng hoa cúng dường, là có các thiên nữ ở điện hoa bà sư, đều hiện nửa thân mình, cầm vòng vàng cúng dường, lại hóa tu la nữ, ở cung hoa ma lợi, đều hiện nửa thân mình, cầm vòng hoa cúng dường,
lại có các thiên nữ ở cung hoa sen xanh đều hiện nửa thân mình ca ngợi Phật công đức, lại hóa các phạm thiên ngồi cung điện vàng rồng mà hiện cả toàn thân tiến từ các ngợi Phật, lại hóa các thiên nữ nhiều thứ trang nghiêm thân, vòng ngọc khua chạm nhau vang tiếng khua vi diệu, nói các pháp hữu vi dời đổi không kiên cố, người ngu vọng phân biệt chẳng biết được như thật, đồ trang sức phát thanh chẳng từ thân tâm ra, không đến cũng không đi, cũng không có phương sở, cho đến nơi sắc tâm, tất cả đều như vậy, người ngu chẳng suy được, sinh nghi hoặc nơi ấy, đồ trang sức như vậy, phát ra âm thanh hay, vang đến trăm ngàn cõi, giải thoát vô lượng chúng. Các người phải quán xét trí tự nhiên của Phật, thân vô biên công đức, vượt khỏi ái hỷ luận, tịch tỉnh không các lỗi, rời chấp trị tâm loà, dùng tướng hảo trang nghiêm, thân ý đều thanh tịnh, các người xem Đức Phật. Bước đi như sư tử, như ngậm chúa, voi chúa, tọa mẹ chúng sinh nguyện, thành tựu phước thù thắng, tướng chân thật trang nghiêm, khiến khắp các chúng sinh, chiêm ngưỡng không chán đủ. Các người xem Đức Phật, đấng đủ đại từ bi, dùng đem chúc Phật thí, cũng được phước vô lượng. Có thể khiến chúng sinh trong trăm ngàn ức kiếp cho đến chứng niết bàn, phước quả không cùng tận. Các người xem Đức Phật thành tựu giới vô lậu, khi các loài chúng sinh đều cung kính đảnh lễ. Vô lượng chúng chư thiên rời bỏ cung điện mình, chẳng còn ham vui chơi, đến thân cận Thế Tôn, các người xem quần ma kính tinh nơi Đức Phật, hoặc cầm quạt cán vàng, đứng hầu hai bên Phật. 500 người con ma đem hoa trời diệt ý rải lên trên Đức Phật, mong cầu tuệ vô thượng, đã từng khen và cúng chư Phật thọ quá khứ, ngày nay gặp Thế Tôn, tất cả đều mừng rỡ, cũng dùng vô lượng lời ca ngợi Đức Như Lai. Bây giờ con của ma tên gọi là Xả Ái, đầu tiên ca ngợi Phật, biết được nhãn tận biên, cũng rõ nhãn sinh biên, cho đến nhãn tịch diệt, lại biết nhãn tận thảy, cho biên danh nghĩa cứu, dùng ngôn từ thiện xảo diễn thuyết cho chúng sinh, mà ở trong danh nghĩa không chấp không nghi hoặc, biết rõ không đến đi, không giữ cũng không bỏ, tự tánh thường không tịch xa rời nơi văn tự, cũng không người thọ trì, đọc tụng và tu hành. Thuở xưa chư Như Lai đã từng chỉ dạy rộng, cho dùng danh tự giả, mà thật không chỗ nói. Tự tánh không như vậy, vượt khỏi uẩn xứ giới, không vọng cũng không chân, không xứ không phi xứ, cho đến ngôn ngữ dứt, tâm hành xứ cũng diệt, những kẻ ngu chấp tướng. Thấy Phật có vào thành, Đức Phật rời các tướng mà người ngu vọng nhận. Lúc Thế Tôn vào thành, nếu có người vui mừng, đó là nhận thấy tướng, tất sẽ phải lo buồn. Nếu rời phân biệt tướng thì chẳng thấy vào thành, chẳng thấy tướng hành động, được tuệ không phân biệt. Nếu dùng tướng thấy Phật thì thấy có vào thành, thấy chuyển dạy chúng sinh. Chuyển pháp dạy chúng sinh đều phân biệt tất cả, nếu dùng tướng thấy Phật cho đến lòng vui mừng, người này ở hạnh ma, cảnh ma thường hiện tiền. Nếu dùng tướng thấy Phật, sẽ thấy tướng đổi khác, người này rất lo buồn, được người trí xót thương. Nơi Pháp nếu thấy được, thì có lo mất Pháp. Nơi Phật nếu thấy sinh, thì có thấy Niết Bàn. Nếu tu hành nhiều kiếp biết rõ tất cả tưởng, chẳng phân biệt nhập thành cũng không tưởng Niết Bàn. Nếu biết tâm tướng không, thì ở chỗ Phật đi, chẳng phân biệt vào thành cũng không tưởng Niết Bàn. Nếu người biết như vậy thì thấy được chư Phật, cũng rõ được tánh không, rốt ráo không sinh diệt. Trải qua vô lượng kiếp Phật tu tập khổ hạnh để chứng nơi tánh không, người ngu chẳng biết được. Lúc Thế Tôn vào thành, trăm ngàn chúng vây quanh, nhân phi nhân thảy tịnh tâm mà cúng dường. Nếu trong khoảng sát na suy gẫm nhãn tận biên, thấu rõ các tướng không, được phước hơn phước trên, cho đến phần toán số đều không thể bì kịp. Như vậy, nhãn sinh biên, biên tế và lưu chuyển cho đến nơi tịch diệt, nên biết cũng như thế, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm, sắc, thanh, hương, vị, xúc, cho đến âm, thanh, danh,
tất cả đều như vậy. Bây giờ Thế Tôn đi vào trong thành, ngón chân ấn đất khắp nơi chấn động, các núi đều nghiêng, hướng về bên Phật, trời, người vì Pháp đều đến lễ kính. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, vua trời, vua người, chúng Atula cùng chúng Dạ Xoa đều bỏ thành mình đến chỗ Đức Phật, vui vẻ cúng dường. Ngay lúc Thế Tôn đi vào trong thành, lại có vô lượng loài chim chống lạ, anh vũ khổng tước ca lăng tần già, thấy đức thù thắng của Phật Như Lai, vui mừng bay liện trong khoảng hư không, đều hót những tiếng âm thanh vi diệu. Ngay lúc Thế Tôn đi vào trong thành, do sức công đức oai thần của Phật, làm cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, những người tàn phế khiến được toàn vẹn. Người chẳng an vui khiến được an vui. Ngay lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, ở trong hư không nghe nói như vậy, nếu đem các tướng đã thấy Đức Phật chẳng gọi là người cúng dường Đức Phật, cũng chẳng biết rõ tánh nhãn tận biên. Nếu rồi các tướng đã trồng cội đức thì biết rõ được tánh nhãn tận biên. Vì biết rõ được tánh nhãn tận biên thì biết rõ được công đức chư Phật. Nơi nhãn tận biên không có chấp tàn. Nơi nhãn sinh biên không có dự đương, nơi nhãn tịch tỉnh không có đồng niệm. Người này chính là thấy được Như Lai. Nơi nhãn sinh biên không có phân biệt, nơi nhãn biên tế không có ý nghĩa, nơi nhãn diệt hoại không có biểu thị. Người này chính là thấy được Như Lai. Nơi nhãn vô hữu không có nhiễm trước, nơi nhãn vô sinh không có nhiếp thọ, nơi nhãn tịch diệt không có chấp trước. Người này chính là thấy được Như Lai. Vì biết nhãn tận nơi căn tu tập, vì biết nhãn biên nơi căn quyết định, vì biết nhãn sinh nơi căn tự tại, người này chính là thấy Đức Như Lai. Biết nhãn vô hữu nên thông đạt sắc, biết nhãn diệt hoại nên quan sát pháp, biết nhãn vô sinh nên tu tập đạo, người này chính là thấy Đức Như Lai. Vì biết đúng thật nhãn tận biên tế nên cũng biết rõ nơi nghiệp sai biệt, vì biết rõ được nơi nghiệp sai biệt, người này chính là thấy Đức Như Lai. Vì biết đúng thật nơi nhãn sinh biên, nên cũng biết rõ nơi khổ sai biệt. Vì biết rõ được nơi khổ sai biệt, người này chính là thấy Đức Như Lai. Vì biết đúng thật nơi nhãn diệt hoại, nên cũng biết rõ nơi khổ diệt hoại. Vì biết rõ được nơi khổ diệt hoại, người này chính là thấy Đức Như Lai. Vì biết đúng thật nơi nhãn vô hữu, nên cũng biết rõ xa rời các tướng. Vì biết rõ được lìa các tướng đây, người này chính là thấy Đức Như Lai. Vì biết đúng thật nơi nhãn vô sinh, nên cũng biết được lìa xa tập khí. Vì biết rõ được lìa xa tập khí, người này chính là thấy Đức Như Lai. Lại biết đúng thật nhãn tánh vô thường, nên cũng biết rõ rời nơi chướng ngại. Vì biết rõ được xa lìa chướng ngại, người này chính là thấy Đức Như Lai. Lại biết đúng thật nhãn không văn tự, nên cũng biết rõ nơi Phật trí lực. Vì biết rõ được nơi Phật trí lực, người này chính là thấy Đức Như Lai. Lại biết đúng thật nhãn tánh không đến, nên cũng biết rõ nơi rời các dục. Vì biết rõ được nơi lìa các dục, người này chính là thấy Đức Như Lai. Lại biết đúng thật tu tập thiền định, nên cũng biết rõ nơi rời phiền não. Vì biết rõ được nơi rời phiền não, người này chính là thấy Đức Như Lai. Người này cũng được thành tựu nhẫn trí, nhãn tiền tế trí, nhãn vô trụ trí, nhãn vô sinh trí, Phật thần thông trí, nhãn hạ liệt trí, nhãn thù thắng trí, trí hạ liệt trí, trí thanh tịnh trí. Giới thanh tịnh trí, thân luật nghi trí, thanh thanh tịnh trí, chữ luật nghi trí, tâm thanh tịnh trí, xứ sa biệt trí, chư tâm pháp trí, tâm quá thất trí, nghiệp thanh tịnh trí, tâm luật nghi trí, trí quá thức trí, thanh thanh tịnh trí, uẩn sai biệt trí, uẩn nhân duyên trí, nhãn biến tri trí, khổ xuất sinh trí, vô lậu giới trí, giới nhân duyên trí. Khổ nhân duyên trí, khổ nhân tận trí, chư hữu vi trí, tận vô tận trí, là biết đúng thật 12 nhân duyên. Hữu sở hành trí, vô sở hành trí, hữu tướng, vô tướng, hữu vi, vô vi, kiến lập nhiếp thọ, tự tha tâm trí, là biết đúng thật, nhãn tận sinh biên, biên tế tịch tỉnh cho đến lưu chuyển, vô hữu, vô sinh, tánh của tịch diệt,
khiến các chúng sinh được trí thanh tịnh, các thế lực trí và tinh tấn trí lại biết đúng thật. Nhất dị môn trí, trí biết ý thích của các chúng sinh là biết đúng thật ý thích thù thắng của các chúng sinh, tâm thanh tịnh trí, nghiệp dị trục trí, do căn giới trí, tâm biến dị trí. Tuệ giải thoát trí, biến giải thoát trí, thắng biện tài trí là biết đúng thật các chúng sinh ác. Người chẳng thích pháp khiến họ khát ngưỡng là biết đúng thật nơi các nghĩa lý, biết thời tu tập không có giải đãi là biết đúng thật các thần thông lực. Phân tích các pháp không có chướng ngại để biết đúng thật những nghĩa rộng lớn cùng với ngôn giáo đều liền hiểu rõ là biết đúng thật bạn lành cùng ở, y phục uống ăn đều có tiết lượng là biết đúng thật nơi các vô tác pháp đà la ni đều xuyên tu tập là biết đúng thật thân tâm không lỗi, xa lìa tăng giảm cầu đạo vô thượng là biết đúng thật oai lực thần thông. Ở trong hư không, hiện thân biến hóa, thành tựu vô lượng trăm ngàn chúng sinh, đều khiến vui mừng, phát tâm tịnh tính với chư Như Lai, trí thích tôn trọng, nơi pháp lìa dục, trí thích tu tập, nơi các thánh chúng, trí thích cúng dường, nơi đại bồ đề, trí thích hồi hướng, nơi đà la ni, trí thích diễn thuyết, nơi các ý lạc, trí khéo quan sát, nơi định thánh dân, trí khéo biết rõ, nơi các hộ niệm, trí hay quyết định, nơi tâm vô biên, trí khéo nơi nhập, nơi tụng vô biên, trí hay diễn thuyết, nơi các dụng kết, trí hay toản, trí hay giác ngộ. Nơi hàng hạ liệt, trí chẳng đọa lạc, nơi ác tri thức, trí phải xa lìa, nơi thiện tri thức, trí hay thân cận. Nơi các vấn đáp, trí hay quyết trạch, nơi xứ phi xứ, trí hay hiểu rõ, nơi địa phi địa, trí hay biết rõ, nơi thượng trung hạ, trí hay phân biệt. Những trí hữu vi và trí vô vi, trí nơi sự vật, trí phi sự vật, trí nơi nhiếp thọ, trí phi nhiếp thọ, trí nơi tu tập, trí phi tu tập, trí nhãn phi nhãn, trí nhãn cộng tướng, trí nhãn sai biệt, trí nhãn tự tánh, nhị tỷ thiệt thân cho đến thanh danh. 25 pháp cũng đều như vậy. Nếu người suy gẫm nhân duyên tánh nhãn chân thật không tịch, rốt ráo vô ngã, người này có thể thành tựu chân thật, quyết định trí tâm, chánh định như vậy. Nếu người suy gẫm nhân duyên khởi nhãn, quyết định biết rõ tướng nhãn vô thường, người này có thể biết rõ đúng thật, nhãn và nhân duyên rốt ráo không có, nhị tỷ thiệt thân cho đến thành danh. 25 pháp cũng đều như vậy. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, ngón chân ấn đất, hiện sự hư hữu. Nay tôi nói luật chút phần công đức, khiến khắp chúng sinh, người nghe vui mừng. Bậc thầy trời người, từ một lỗ long xuất hiện vô lượng trăm ngàn quang minh. Mỗi mỗi quang minh khắp vô lượng cõi vì các chúng sinh mà làm Phật sự. Nếu người thuở xưa cúng dường cho Phật, lâu dài tu hành, bố thí, trì giới, người ấy được nghe lời nói như đây. Về sự thần biến vui mừng, mến thích. Nếu người biết rõ chư Phật thần biến chẳng phải sở hành của hàng thanh văn, người ấy được nghe thần biến như vậy, sẽ sinh tính giải, phát tâm, hy hữu. Bậc thầy trời người sức chẳng nghĩ bàn, hiện ra như vậy các thứ thần biến, hay khiến vô lượng trăm ngàn chúng sinh thân cận cúng dường nơi chư Như Lai. Bậc thầy trời người sức chẳng nghĩ bàn, diệu nói vô lượng trăm ngàn khế kinh, khi các chúng sinh nghe lời đã nói, sinh lòng tính thọ, khởi tâm vui mừng. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, dùng sức thần thông ở trong hư không nói lời như vậy, biết nhãn tận biên cho đến tịch diệt, quán tánh sở nhân chẳng đến chẳng đi, rốt ráo không tịch, nhĩ tỷ thiệt thân cho đến thanh danh. 25 pháp cũng đều như vậy. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, ở trong hư không phát ra phát tiếng vi diệu, khen ngợi Như Lai các thứ danh hiệu, khiến cho đại chúng sinh lòng tin hiểu. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương Xô Dẹp Quân Ma. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì hàng phục được tất cả chúng ta. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay gọi là Pháp Vương Xô Dẹp Tham Dục. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy thì rời bỏ được tất cả tham dục. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay
gọi là pháp phương xoa diệt hận thù. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả hận thù. Đó nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương xoa dẹp ngu si. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả ngu si. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương xoa dẹp kiêu mạn. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả kiêu mạn. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương xoa dẹp hờn giận. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả giận hờn. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương xoa dẹp tật đố. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả tật đố. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương xoa dẹp hư cuốn. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả hư cuốn. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương xoa dẹp kiến chấp. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả kiến chấp. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương xoa dẹp hỷ luận. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rời bỏ được tất cả hỷ luận. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương chánh pháp thanh tịnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì hiểu rõ được chánh pháp thanh tịnh. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương thông đạt các nghiệp. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì hiểu rõ được tất cả các nghiệp. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương đầy đủ thần thông. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được oai đức thần thông. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương đủ ba la mật đa. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được sáu ba la mật đa. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này gọi là pháp phương rõ thấu các hạnh. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì rõ thấu được tất cả các hạnh. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này hiệu sinh thanh tịnh, quang minh tổng trì. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được thọ sinh thù thắng. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại này hiệu sắc thanh tịnh, quang minh tổng trì. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được diệu sắc thù tán. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay, hiệu thân thanh tịnh, quang minh tổng trì. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được sắc thân thù thắng. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay, hiệu tánh thanh tịnh, quang minh tổng trì. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được chủng tộc thù thắng. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay, gọi là danh xưng quang minh tổng trì. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được danh xưng rộng lớn. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay hiệu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tổng trì. Nếu người được nghe danh hiệu như vậy, thì thành tựu được bố thí, trì giới, cho đến trí tuệ. Đà La Ni Môn, đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay hiệu là pháp vương, thành tựu không tánh. Nếu người thọ trì danh hiệu như vậy, thì diễn thuyết được nghĩa chư pháp không. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay, hiểu là pháp phương thành tựu vô ngã. Nếu người thọ trì danh hiệu như vậy, thì diễn thuyết được nghĩa không sinh diệt. Đấng nhân trung tôn, đời hiện tại nay, hiểu là pháp phương nhãn tịnh tổng trì. Nếu người thọ trì danh hiệu như vậy, thì diễn thuyết được nghĩa nhãn tận biên, nhĩ tỷ thiệt thân cho đến thanh danh 25 pháp và những hoa hương, đèn lồng y phục thể đều như vậy. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 34, Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, người xứ Thiên Trúc. Pháp hội 11 xuất hiện quang minh phần 5 hết. Lúc Đức Thế Tôn đi vào trong thành, dùng sức thần thông chẳng thể nghĩ bàn, ở trong hư không chẳng thể nghĩ bàn, ở trong hư không vang tiếng vi diệu. Diện nói các thứ hạnh Đà La Ni khiến các đại chúng nghe lời như vậy. Đà La Ni ấy, nơi nhãn tận biên, sinh biên, biên tế, lưu chuyển tịch tỉnh, vô sinh, vô hữu, tịch diệt các pháp, đều hay thông đạt an trụ rốt ráo, dùng sức bố thí rốt ráo nhiếp lấy, dùng sức trì giới rốt ráo thành tựu, dùng sức nhẫn nhục rốt ráo trang nghiêm, dùng sức tinh tấn rốt ráo phát khởi, dùng sức trí tuệ rốt ráo tuyên thuyết, rời các văn tự, ngôn ngữ, âm thanh, cho đến sắc tâm rốt ráo thanh tịnh, hữu lậu, vô lậu, hoặc nghĩa, hoặc lợi,
thảy đều không tịch rốt ráo thanh tịnh, cũng chẳng nương tựa tất cả các cõi, an trụ rốt ráo tổng trì tam muội. Không đến không đi, chẳng thiện chẳng ác, cho đến vô ký từ lợi lợi tha, các tướng như vậy thanh tịnh rốt ráo, cũng chẳng an trụ ở đức tự tại. Thanh văn phàm phu pháp của chư Phật cũng chẳng an trụ nơi nhãn tận biên, sinh biên biên tế cho đến tịch diệt. Các hành như vậy rốt ráo tịch tỉnh, hoặc sinh chẳng sinh, là khổ là lạc, hoặc khen hoặc chê, thể đều rời lìa, rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo chiếu minh, không đà la ni. Hiểu rõ như vậy, đó là an trụ chỗ đi của Phật, đó là an trụ chỗ làm của Phật, đó là an trụ thần thông của Phật, đó là an trụ trí tuệ của Phật. An trụ như thế nhãn tận biên lực, an trụ như thế nhãn sinh biên lực, an trụ như thế nhãn sinh tế lực, cho đến an trụ sức của tịch diệt, nhĩ tỷ thiệt thân, cho đến thanh danh 25 pháp cũng lại như vậy. Đà la ni ấy thành sức thù thắng của Phật Như Lai, đà la ni ấy nên sức oai đức của Phật Như Lai, vào trọn hành xứ của Phật Như Lai, tu trọn cảnh giới của Phật Như Lai, khiến các thế gian nơi chúng tu la đời tâm chấp chí nhất, trụ hành phạm thiên, hay khiến vô lượng trăm ngàn dạ xoa và cứu bàn trà thể đều vui mừng, cũng khiến vô lượng chúng càng tác bà và các la sát mến ưa điều phục. Giả sử phạm chúng dùng tâm, dùng âm thanh diệu nơi cứu nghĩa ấy, chẳng thiên nói được. Chẳng phải tâm pháp mà tính biết được, chẳng phải tâm pháp mà thọ trì được. Đà la ni ấy mắt chẳng thấy được, đà la ni ấy cũng chẳng đến thân, đà la ni ấy mắt chẳng thấy được, cũng chẳng đến nơi hành xứ của mắt. Tai mũi lưỡi thân cho đến thanh danh 25 pháp cũng là như vậy, là nói nơi nhãn tận biên sinh biên, biên tế lưu chuyển cho đến tịch diệt, không có ngã nhân chúng sinh thọ giả cho đến không có Bồ Đắc Già La, vô tướng vô vi chẳng đến chẳng đi. Các tướng như vậy thể đều biết rõ, là nói biết rõ nhãn của pháp tánh, là nói biết rõ pháp thành tựu nhãn. Trí nhãn, tuệ nhãn, phàm nhãn, thiên nhãn, phàm sinh đắc nhãn, thiên sinh đắc nhãn, phàm dị thục nhãn, thiên dị thục nhãn, phàm nhân sinh nhãn, thiên nhân sinh nhãn, thiên thần biến nhãn, thiên tinh tấn nhãn, hạ liệt sinh nhãn, thù thắng sinh nhãn, rời lìa diêm la mắt của thế gian, lìa mắt dạ xoa rồng cơ bàn trà, những mắt nhiệt não, mắt chẳng nhiệt não, con mắt thanh tịnh, mắt chẳng thanh tịnh, mắt rộng mắt hẹp, mắt thanh văn thừa, mắt của thiền định, mắt tham ma địa, mắt của cảnh giới, mắt của tưởng sinh, mắt của tham sinh, mắt rời tham sinh, mắt tự nhân sinh, mắt phi nhân sinh, mắt của tương ưng, mắt phi tương ưng, mắt y môn sinh, mắt phi môn sinh, mắt nhân duyên sinh, mắt nhân môn sinh, mắt chẳng phải thịt, mắt trí thanh tịnh, mắt không thật có, mắt chẳng nắm bắt, tai mũi lưỡi thân, cho đến thanh danh 25 pháp cũng lại như vậy. Bây giờ Thế Tôn ở trên hư không lại phát vô lượng âm thanh vi diệu, diện nó những pháp thắng Đà La Ni đều là của Phật biến hóa ra cả. Đà La Ni rằng: Hê lư, ma lư, ma lư, tứ đệ, y nê, nhĩ nê, cú lộ nhĩ canh, cú lộ nhĩ canh, cú lư, ma lư, cú nòa đế, a ra nghệ, a hê lư, nhĩ nhĩ lư đế, tố nhĩ lư, nhĩ nhĩ, nhĩ lư, nhĩ lư, biền tỷ lư, a tỷ lư, tố đế thế, đà nể, ma nể, già nể, già rị đế, tố già lê, bắc rị giả nhiên nặng nê, a nổ lô nhĩ kế, vi lộ mê, tố bà niết lý thế, a thí rị lư, tác ma, bác ra bổn đế, bác ra vĩ hê, đà la ni, đệ sắc sĩ ha, tố đệ a thế, bộ nhượng già già nặng, cung bàn noa, pha sa pha nặng, bá rị đố lý giả ninh, bác rị già noa ninh, ma nặng sa, tố lộ chỉ đa, bác na, ác sắc ra, a tỳ la tỷ giả, bác ra đệ sắc tra ha, đà la ni, a nhĩ đa, ngu na tỳ. Đà la ni như vậy của chư Phật Thế Tôn, đầy đủ đại thần thông, trí tuệ vô biên lượng, rời lìa các chấp trước, niệm xứ đều thanh tịnh, không sắc không đến đi, chẳng phải phương phương sở,
không tướng, không ngôn thuyết, vượt quá những hí luận, Bồ Tát siêng năng tu, rốt ráo được thanh tịnh. Giả sử dùng 100.000 na do tha kệ tụng, dễ nói chừng một câu chẳng hết được biên tế, chư thánh chỗ khen ngợi thanh tịnh không nhiễm trước, tất cả các chúng hội thể đều sinh tôn trọng. Đà La Ni như vậy, thiện pháp oai thần lực, hay xua dẹp phiền não, khiến được những thắng lợi, công đức và trí tuệ, rộng lớn như biển cả, thành thục, thành tựu sức nhẫn nhục, tâm an trụ chẳng động. Bồ Tát thường tu tập, bậc trí thường khen ngợi, bỏ rời sự nghèo cùng sẽ được quả báo lớn. Đà La Ni như vậy, thêm lớn các công đức, thường dùng câu không tánh chân thật để trang nghiêm, do bỏ những văn tự gọi đó là không tánh, để bỏ nơi tâm thức gọi đó là pháp tánh. Đà La Ni như vậy, rời cấu thường thanh tịnh, an trụ nơi thật trí. Hiện các thứ lợi ích làm cho các chúng sinh vui mừng phát tịnh tâm, vô lượng chúng giả xoa và chúng cư bàn trà. Chư quỷ vương như vậy, lòng họ rất vui mừng. Đà La Ni như vậy, tịch tỉnh không hí luận, mến ưa các chúng sinh đều khắp ban an vui, trong nhiều trăm ngàn kiếp thường ở trong các loài, làm vô lượng lợi ích, thanh tịnh không ô nhiễm, hoặc dùng 100.000 kệ dễ nói pháp cám lộ, khiến vô lượng chúng sinh đều sinh lòng vui mừng. Thuở xưa vô lượng Phật dùng ý lạc thanh tịnh nơi Đà La Ni này, thường tu duy pháp tánh, thích phạm chư thiên chúng, Long Vương và Tu La, nghe Đà La Ni này, lòng họ rất vui mừng. Đà La Ni như vậy, trải qua các cõi nước thường không có tai nạn, bệnh khổ và ưu não, tất cả các chúng sinh, mọi loài đều vui thích. Nguyện Đà La Ni này thường ở nơi tâm tối, Đà La Ni như vậy, tùy thân tâm ở đâu, cổ họng và môi lưỡi, sinh vô lượng công đức. Nếu thường thọ trì được vô lượng công đức, lợi ích nhiều chúng sinh đều làm cho vui mừng. Đà La Ni như vậy, rời lìa những tội ác, diện thuyết pháp vi diệu, được vô tận biện tài, khi 100.000 chúng sinh đều dứt trừ nghi hoặc, xô phá các kiêu mạn, được vô lượng công đức. Đà La Ni như vậy, pháp rất sâu bi mật. Người trí thường suy nghĩ, dùng mảnh siêng tu tập, mặc áo, giáp trí tuệ, diệt trừ các phiền não, theo lớn tâm công đức, bế thích không nhàm đủ. Đà La Ni như vậy, đủ danh gọi rộng lớn, rõ được tận vô tận, sinh biên vô sinh biên. Dùng trí tuệ như vậy, các thứ tự trang nghiêm, 100.000 các Như Lai tôn trọng mà cúng dường. Đà La Ni như vậy, đủ hai thứ minh hạnh, nương tựa nơi thắng định, hướng đến đạo Bồ Đề. Tùy thuận nơi chỉ quán, thông đạt tuệ vô lậu, dùng tịnh tính căn lực thành tựu nơi hai tay, dùng tịnh tấn nhẫn nhục thành tựu nơi hai vú, trí tuệ ba la mật dùng làm tướng đỉnh đầu, Tu Đa La làm dây, sau vòng hoa bốn biển, thuở xưa đã tu hành các thứ công đức lành và vô lượng thí dụ, tất cả đều trang nghiêm. Đà La Ni như vậy, đủ vô lượng công đức, nơi nhãn tiền hậu tế, tận biên cho tận biên, hoặc sinh hoặc vô sinh, biên tế phi biên tế, tịch tịnh chẳng tịch tịnh, lưu chuyển phi lưu chuyển, vô hữu và vô sinh, tịch diệt cùng vô ngã, không nhân không thọ giả cho đến không chúng sinh. Vô lượng môn như vậy, tất cả đều hiểu rõ tai mũi lưỡi thân tâm sáu trần và bốn đại cho đến thế sinh danh, tất cả đều như vậy. Như trên đã ca ngợi, Đà La Ni vi diệu tịch tịnh thắng công đức cảnh giới của chư Phật, thật nghĩa Đà La Ni, văn tự chẳng tỏ được vì thuận theo thế gian, chỉ dùng giả danh nói. Lúc ấy Đức Thế Tôn và đại chúng đến nhà đồng tử Nguyệt Quang trải tòa mà ngồi. Đồng tử biết Đức Phật đã ngồi xong, đích thân mang thức ăn cúng dường vi diệu dâng lên Đức Như Lai và hàng đại chúng. Phẩm vật cúng dường ấy tuần cho sức chẳng nghĩ bàn của thiên định phước đức căn lành thù thắng làm thành. Lúc cúng dường như vậy cũng chẳng vì mình mà khắp khiến vô lượng chúng sinh phát tâm hướng đến Bồ Đề, được lợi lành lớn. Đồng tử cúng dường rộng khắp tất cả. Đức Thế Tôn thọ trai xong, ở giữa đại chúng bảo đồng tử Nguyệt Quang. Này thiền nam, nếu có thiền nam, thiền nữ an trụ nơi đại thừa mà thực hành công hạnh bố thí cúng dường thì có 80 thứ công đức thù thắng. Những gì là 80 thứ? Đó là thành tục chúng sinh, dùng lời khéo để nhiếp thọ, viên mãn tướng vi diệu, các căn chẳng kém thiếu, rời bỏ sinh tử chứng nhập niết bàn, hết các kết sử, được thắng tự tại để đủ công đức.
trang nghiêm Phật độ, quyến thuộc thanh tịnh, có ai đức lớn, đầy đủ trí tuệ, thành tựu công hạnh tối thượng thù thắng. Viên mãn công hạnh không gì trên, không gì sánh bằng, trừ diệt tập khí, tăng trưởng tất cả trí, hạnh, Như Lai, thân và xá lợi được các thế gian và hàng thanh văn duyên giác, cúng dường. Dẹp phá người khác có thể khiến trời rồng, tám bộ chúng, thần vương và phạm thiên vương đều sinh lòng kính ngưỡng, có ai đức lớn. Tiêu nói khác kinh, ứng tụng, thọ ký, tự thuyết, phốn tụng, thí diệu, nhân duyên, bản sự, bản sinh, phương quản, vị tần hữu, cho đến luận nghĩa, thọ trì, chuyển thuyết, lòng không, biến mỏi. Nói pháp không lẫn tiếc, an trụ Phật đạo, cõi nước tối, thắng, danh sắc thanh tịnh, chứng pháp thân, được không sợ hãi, thành tựu phước đức, che khuất các ngoại đạo, đủ pháp bậc thiện nhân, bỏ việc làm kẻ ác, tinh nhân của phước trí, hòa hợp Phật pháp, hàng phục chúng ma, không có mê hoặc đối với các pháp, đối với pháp an lạc của Đức Phật dạy, phá diệt ác dục, đủ ai đức lớn, tu bồ tát hạnh, được thắng thần thông, rời bỏ sinh tử, thành tựu chúng sinh, khen vô biên hạnh, giúp thọ công đức, khuyên dạy chúng sinh, thọ dụng pháp lạc, tu hành tuệ thí, nhập môn đại trí, trụ nơi noãn pháp, chủng tánh quyết định, tu hành pháp nhẫn, an trụ Phật đạo. Này đồng tử, nếu các thiện nam thiện nữ tu tập công hạnh bố thí, thì thành tựu đầy đủ 80 thứ công đức thù thắng như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, các Bồ Tát đại trí đầy đủ hạnh bố thí được 80 công đức, ta đã lược giảng nói là có các công đức vô lượng khó nghĩ bàn, đều từ bố thí sinh, nay sẽ nói phần ít. Ông bình đẳng bố thí, khắp đủ cả đại hội, công hạnh bố thí ấy, người trí phải tu tập. Bố thí ấy chứa được khối phước chẳng nghĩ bàn, thân tuấn tốt trang nghiêm, tất cả đều viên mãn, chỗ sinh và dòng tộc, cõi nước về nhà cửa, danh xưng cùng sắc tâm, tất cả đều thanh tịnh, chư thiên sự thần biến, và cung điện thệ nữ, thanh tịnh vô ngại biện, đều từ bố thí sinh. Bố thí tháng tư lương, chư Phật đều khen ngợi, đây là cội an trụ ban đầu của Bồ Đề. Các Bồ Tát tinh tấn, không nghi hoặc bố thí, an trụ tâm quyết định, siêng tu, hành bố thí. Tâm bố thí như vậy thành tựu phước thù thắng. Bồ Tát siêng tu tập sẽ chứng Phật Bồ Đề. Do ai lực bố thí thành tựu thắng thần thông, chấn động buôn ức cõi, chẳng tổn hại chúng sinh. Do bố thí dẫn đến tịnh giới và đa văn, chánh tính cùng tinh tấn, tam muội tuệ vô lậu. Do bố thí dẫn đến căn lực bồ đề phần, chánh đoạn và thần túc, rời xa các tập khí. Do bố thí dẫn đến âm thanh diệu thanh tịnh trong trăm uất cõi, khai thị vô biên pháp. Do tịnh tính hành thí mong được các thần thông, về thành tựu thần thông phải siêng tu bố thí. Do lượng hàng thiên chốn, trăm ngàn Atula, rồng, thần và giả xoa, cùng quyến thuộc vây quanh, đều ngồi lầu gác đẹp, mà du hí tự tại. Các thần vương như vậy, thấy người siêng bố thí đều đứng dậy tiếp trước trải tòa mời cúng dường. Người bố thí như vậy đầy đủ oai đức lớn, sức thần thông tự tại, nhiếp thọ các thiên vương, cư bằng trà, dạ xoa, tại đều đến quy phục, và chúng càng thất bà cũng hiến các âm nhạc, kẻ giặc sinh lòng lành. Người ác sẽ xa lìa, của báu không tổn giảm, kho tàng đều đầy đủ. Do vì tu bố thí thành tựu thắng tư lương, cho đến trí tuệ Phật, chẳng hành pháp ngoại đạo, người ấy không bệnh não, thủ hộ Đà La Ni, được nhận sức thù thắng đều do bố thí sinh. Người bố thí như vậy tu tập đạo Bồ Đề, chẳng gặp ác tri thức, được bạn lành đồng đạo. Còn có các Bồ Tát tu tập hạnh bố thí, thành tựu chẳng nghĩ bàn, Đà La Ni trí tuệ, dùng vô lượng kệ tụng, diện thiết các tụng trì, tất cả không chướng ngại, chẳng mất nơi bản nghĩa, tâm Bồ Đề rộng lớn, chí nguyện thường kiên cố, đầy đủ các tịnh giới, rồi bỏ các ma nghiệp, chẳng ham vui năm dục, chuyên xuyên cầu chánh niệm, lòng thường không mê hoặc, cũng chẳng sinh tham ái. Sân hận các phiền não đều biết rõ đúng thật nơi tất cả cảnh giới, chẳng chấp chẳng mê hoặc, người ấy khéo biết rõ. Các phiền não như vậy do nhân duyên hòa hợp hay sinh những lỗi lầm cho đến nơi Phật pháp hoặc nhân nhân. Tác dụng nhân như vậy tất cả đều rõ được, người ấy hay biết rõ nhãn tận biên nhân tánh, rời xa các mê lầm nơi nhãn không bị nhiễm, người ấy biết rõ được nhãn sinh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tỉnh, vô hữu với vô sinh cho đến chỗ tịch diệt. Các nhân tánh như vậy rời xa các mê hoặc nơi nhãn không ô nhiễm,
người ấy biết rõ được nhãn tiền tế ngôn tuyết. Theo thế tục giả lập trong ấy không có thật, người ấy hay biết rõ nhãn hậu tế ngôn tuyết. Theo thế tục giả lập trong ấy không có thật, người ấy hay biết rõ nhãn sinh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tỉnh, phối hữu với vô sinh, cho đến chỗ tịch diệt các ngôn thuyết như vậy. Theo thế tục giả lập trong ấy không có thật, người ấy hay biết rõ nhãn tiền tế ngôn thuyết, chỉ nhân duyên hòa hợp trong ấy không chấp trước. Người ấy hay biết rõ nhãn hậu tế ngôn thuyết, chỉ nhân duyên hòa hợp trong ấy không chấp trước. Người ấy hay biết rõ nhãn sinh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tỉnh, vô hữu với vô sinh, cho đến chỗ tịch diệt các ngôn thuyết như vậy, chỉ nhân duyên hòa hợp trong ấy không chấp trước. Người ấy hay biết rõ nhãn tiền tế ngôn thuyết, tự tánh không biểu thị, trong ấy không ô nhiễm. Người ấy hay biết rõ nhãn hậu tế ngôn thuyết, tự tánh không biểu thị, trong ấy không ô nhiễm. Người ấy hay biết rõ nhãn sinh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tỉnh, vô hữu với vô sinh, cho đến chỗ tịch diệt các ngôn thuyết như vậy, tự tánh không biểu thị, trong ấy không ô nhiễm. Tai mũi lưỡi thân ý sáu trần và bốn đại, cho đến thế sinh danh, tất cả đều như vậy. Người ấy hay biết rõ tham dục tức Phật đạo, tự tánh không sai biệt, nơi tham không bị nhiễm. Tất cả các Phật đạo phải cầu nơi phiền não, biết tánh không sai biệt là nhập môn tổng trì. Nói tham là tổng trì tức là tham, biết tánh không sai biệt là học môn tổng trì. Cúng dường tham như thế, tức là cúng dường Phật, vì cúng dường nơi Phật mà thành tựu tổng trì. Người ấy hay biết rõ sân hận tức Phật đạo, tự tánh vô sai biệt, nơi sân không bị nhiễm. Sân tức là tổng trì tức là sân, biết tánh không sai biệt là học môn tổng trì. Cúng dường sân như vậy cũng là cúng dường Phật, do cúng dường nơi Phật thành tựu môn tổng trì. Người ấy hay biết rõ ngu si tức Phật đạo, tự tánh không sai biệt, nơi si không bị nhiễm. Nếu biết rõ đúng thật biên tế của tánh si tức là tu Phật đạo thành tựu môn tổng trì, si tức là tổng trì tức là si, biết tánh không sai biệt là học môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Phật, do cúng dường nơi Phật thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Pháp, do cúng dường nơi Pháp thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Tăng, do cúng dường nơi Tăng thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Giới, do cúng dường nơi Giới thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tinh Tấn, vì cúng dường Tinh Tấn thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tán Tháng, vì cúng dường Tán Tháng thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Phật Pháp, do cúng dường Phật Pháp thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Pháp Tánh, do cúng dường Pháp Tánh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Chân Như, do cúng dường Chân Như thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Sinh, do cúng dường Vô Sinh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Diệt, do cúng dường Vô Diệt là thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Tận, do cúng dường Vô Tận thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Hữu, do cúng dường Vô Hữu thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Biên, do cúng dường Vô Biên thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Ba Cõi, do cúng dường Ba Cõi thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tịch Tỉnh, do cúng dường Tịch Tỉnh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Lưu Chuyển, do cúng dường Lưu Chuyển thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Chuyển, do cúng dường Vô Chuyển thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Hữu, do cúng dường Vô Hữu thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Sinh, do cúng dường Vô Sinh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tịch Diệt, do cúng dường Tịch Diệt thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Bất Lai, do cúng dường Bất Lai thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Hành, do cúng dường Vô Hành thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Di, do cúng dường Vô Di thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Khổ Thảy, do cúng dường Khổ Thảy thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Khổ Trí, do cúng dường Khổ Trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tập Trí, do cúng dường Tập Trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Diệt Trí, do cúng dường Diệt Trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Đạo Trí, do cúng dường Đạo Trí thành tựu môn tổng trì.
Cúng dường sơ như vậy là cúng dường pháp trí. Do cúng dường pháp trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường sơ như vậy là cúng dường loại trí. Do cúng dường loại trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường sơ như vậy là cúng dường vô sanh trí. Do cúng vô sanh trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường sơ như vậy là cúng dường tận trí. Do cúng dường tận trí thành tựu môn tổng trì. Cũng thế nơi chánh đoạn, niệm trụ và thần túc, năm căn và năm lực, bảy giác tám chánh đạo, gồm Samatha kia, Tỳ Bác Xá Na thảy, nơi chánh loại pháp này, tất cả đều như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo đồng tử Nguyệt Quang, này Thiện Nam, nếu có chúng sinh an trụ nơi đại thừa thành tựu môn Đà La Ni như đã nói ở trên, thì phải xa rời 80 hạng người. 80 hạng người ấy là những ai? Đó là những kẻ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, có tâm nghĩ giết hại mà làm thân Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, tặc trú xuất gia, không có căn hai căn tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, chẳng biết chỗ, chẳng biết lúc, chẳng biết pháp, chẳng biết đạo, chẳng biết lượng, chẳng biết tự tha đối với Phật, pháp, tăng và các học sứ, chẳng biết tôn trọng đối với hạnh, chẳng phóng dật, chạy bà cảnh giới thù thắng, cũng chẳng tôn ngưỡng, chẳng biết pháp, chẳng biết luật, chẳng biết học xứ, chẳng biết tội ấy là trọng hay khinh, chẳng biết giới ấy là hư, là khuyết. Cũng chẳng biết hạnh tu ấy là tế, là thô, cũng chẳng biết nghiệp là vị, lai là hiện tại, với sự hạ liệt cũng chẳng biết rõ, khen thanh văn thừa, phá chê pháp Như Lai, khuyến thị khai đạo bất chi Phật thừa, xa rời nhằm bỏ chánh đạo vô thượng, phá giới, phá kiến, phá các oai nghi, đi nơi phi đạo, nói có ngã nhân, nói có chúng sinh, nói có thọ giả, nói có Bồ Đạt Già La, ý chí hạ liệt, khởi tham sân si, đoạn kiến, thường kiến, không kiến, vô nhân kiến, chẳng thấy có, chẳng thấy không, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy tinh tấn, chẳng biết nghiệp, chẳng biết nghiệp nhân, chẳng biết dị tục, chẳng biết dị tục nhân, chẳng biết các căn, chẳng biết các căn nhân, chẳng biết giới, chẳng biết nhân của giới, chẳng biết giải thoát, chẳng biết nhân của giải thoát, chẳng biết đạo, chẳng biết nhân của đạo, chẳng biết phiền não, chẳng biết nhân của phiền não, chẳng biết thí, chẳng biết nhân của thí, chẳng biết tiền tế và hậu tế, chẳng biết nhân của tiền tế và hậu tế, chẳng biết sinh tử, chẳng biết nhân của sinh tử, chẳng biết hữu lậu, chẳng biết nhân của hữu lậu, chẳng biết tận, chẳng phải tận, chẳng biết hữu, chẳng phải hữu, chẳng biết biên tế, chẳng phải biên tế, chẳng biết tịch tỉnh, chẳng phải tịch tỉnh, chẳng biết chuyển, chẳng phải chuyển, chẳng biết tánh, chẳng phải tánh, chẳng biết sinh, chẳng phải sinh, chẳng biết diệt, chẳng phải diệt. Này đồng tử, nếu thiện nam thiện nữ muốn thành tựu môn đã được nói ở trên, thì phải rời bỏ 80 hạng người phi pháp ấy. Đức Thế Tôn lại nói cả rằng, nếu người chẳng biết rõ tận ngàn mé nhãn sinh là lạc lối tổng trì, người trí nên rời xa. Nếu người biết được nhãn, không ngã, không chúng sinh, người ấy trụ tổng trì, người trí nên thân cận. Nếu người biết được nhãn, sinh tận lìa văn tự, người ấy trụ tổng trì, người trí nên thân cận. Nếu người biết được nhãn, tịch tịnh không chỗ trụ, người ấy trụ tổng trì, nơi trí nên thân cận. Nếu người biết được nhãn, tự tánh không chỗ trụ, người ấy trụ tổng trì, người trí nên thân cận. Nếu người biết được nhãn, không chuyển, không sắc tướng, người ấy trụ tổng trì, người trí nên thân cận. Nếu người biết được nhãn, không sinh tánh tịch diệt, người ấy trụ tổng trì, người trí nên thân cận. Nếu người biết được nhãn, tự tánh rời danh tướng, chư Phật không nói được, không khen, nêu bày được, người ấy trụ tổng trì, người trí nên thân cận. Nếu người biết được nhãn, tự tánh lìa danh tướng, không ai tư duy được, thọ trì, chuyển, tiết được, người ấy trụ tổng trì, người trí nên thân cận. Tánh tổng trì như vậy, văn tự chẳng nói được, không có các phương sở, chẳng phải chỗ tâm đến. Pháp ấy không hoan hỷ, cũng chẳng ở sân hận, bất động như núi chúa, dù nói nhưng không được. Tổng trì thật không có, cho nên ngã cũng vậy. Ngã đã không tự tánh, tổng trì cũng không có. Tổng trì tự tánh không, kẻ ngu cho là có, do đây vọng phân biệt chẳng tỏ sinh ưu não. Nếu biết rõ tánh tham cho đến tổng trì không, hai thứ phân biệt ấy rốt ráo chẳng nắm bắt. Nếu biết không tánh không, tổng trì cũng chẳng có, cho đến bồ đề phần, tam a địa cũng không. Nếu người biết rõ được tổng trì và tánh không cho đến tam a địa thì cũng biết được nhãn. Nếu đối với
Nếu với nhãn tận biên, khi biết rõ như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn sinh biên, khi biết rõ như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biên tế, khi biết rõ như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn tịch tỉnh, biết rõ được như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn lưu chuyển, biết rõ được như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn vô hữu, biết rõ được như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn vô sinh, biết rõ được như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn tịch diệt, biết rõ được như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, biết tận biên như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, biết sinh biên như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, biết biên tế như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, bất tịnh, biết tịch tịnh như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, biết lưu chuyển như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, biết vô hữu như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, biết vô sinh như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn đổi khác, biết tịch diệt như thật thì ở môn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Tai, mắt, mũi, thân, ý, sáu trần và bốn đại, cho đến thế, sinh, danh, tất cả đều như vậy. Nếu nơi nhãn tiền tế không có tướng đổi khác, không giữ, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn tận biên không có tướng đổi khác, không giữ, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn sinh biên không có tướng đổi khác, không giữ, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn biên tế không có tướng đổi khác, không chấp, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn tịch tỉnh không có tướng đổi khác, không chấp, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn lưu chuyển không có tướng đổi khác, không chấp, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn vô hữu không có tướng đổi khác, không chấp, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn vô sinh không có tướng đổi khác, không chấp, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn tịch diệt không có tướng đổi khác, không chấp, không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu trần và bốn đại, cho đến thế, sinh, danh, tất cả đều như vậy. Tham, sân, si, phẫn, mạn, tật, cuốn, sang, ưu, não, tên, độc, lỗi, lầm, nhơ, nghiệp, thiện, ác, cuồng cuộn, không sinh, cũng không diệt, không đến, cũng không đi, không động, cũng không khác, chẳng tác, cũng chẳng hành, chẳng minh, cũng chẳng ám, chẳng lưu, bỏ đạo lưu, không tận và không trụ, chẳng hành, chẳng bất hành, chẳng văn tự, phan chuyên, chẳng xuất cũng, chẳng nhập, phân biệt vọng tưởng thể, cả 62 môn, đều riêng theo nghĩa lý, tất cả đều như vậy. Nếu biết nhãn tiền tế cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn tận biên cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn sinh biên cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn biên tế cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn tịch tỉnh cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn lưu chuyển cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn vô hữu cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn vô sinh cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn tịch diệt cho đến nơi thượng hạ, không chấp không phân biệt là trụ môn tổng trì. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu trần và bốn đại, cho đến thế, sinh, danh, tất cả đều như vậy. Nơi tướng địa bất biến, không tủ, không phân biệt, người biết rõ như vậy thành trụ môn tổng trì. Nơi tướng địa không sinh, không chấp, không phân biệt, người biết rõ như vậy thành trụ môn tổng trì. Nơi tướng địa không diệt, không chấp, không phân biệt, người biết rõ như vậy thành trụ môn tổng trì. Nơi tướng địa chứng nhập, không chấp, không phân biệt, người biết rõ như vậy thành trụ môn tổng trì.
nơi tướng địa xuất đi, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy thành tụ môn tổng trì. Nơi tướng địa vô nguyện, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy thành tụ môn tổng trì. Nơi tướng địa vô trụ, không đến cũng không đi, vô biên và vô tận, tương ưng chẳng tương ưng, ly danh tự kế đạt, quan sát và lưu chuyển, vô vi và tu trì, vô hữu và tu trì, không ngôn thuyết biểu thị, tịch tỉnh không chỗ nương, niệm trụ và chánh đoạn, thần túc và căn lực, giác chi đạo vô ý, các tướng địa như vậy, không chấp không phân biệt. Người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với ngã không nhập, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với ngã không xuất, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với ngã vô tướng, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với ngã vô nguyện, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với ngã vô trụ, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với ngã không sinh, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với ngã không diệt, không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu với văn tự ngã không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Nếu lìa văn tự ngã không chấp không phân biệt, người biết rõ như vậy, thành tựu môn tổng trì. Biết nhãn tiền hậu tế, rời xa nơi đoạn thường, tự tánh nhân duyên không, đạo sư phương tiện nói. Nếu lúc diễn thuyết pháp mà phân biệt tướng nhãn, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi chân thuyết pháp. Nếu lúc tư duy pháp mà phân biệt tướng nhãn, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi chánh tư duy. Nếu lúc tu tập pháp mà phân biệt tướng nhãn, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi chân tu tập. Nếu biết nhãn tánh không thì chẳng hướng bồ đề. Chư Phật với người ấy thường hiện trước thuyết pháp. Nếu chẳng biết được nhãn thì cũng chẳng biết sắc. Nếu người biết được nhãn thì cũng biết được sắc. Nếu người biết được sắc thì cũng biết được nhãn, tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần và bốn đại, cho đến thế sinh danh, tất cả đều như vậy lúc diễn thuyết. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi nhân tướng, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt tướng tịch tỉnh, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp người ấy nơi tướng đạo, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi tướng không, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi tích tập, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi sự vật, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nhãn nhiếp thủ, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Chẳng biết rõ nơi nhãn thì sinh lòng tham dục, nếu biết rõ được nhãn thì tham dục chẳng sinh. Tai mùi lưỡi thân ý, sáu trần và bốn đại, cho đến thế sinh danh, tất cả đều như vậy. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt các thế giới, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi là thuyết pháp. Nơi chí nguyện chẳng thoái, rõ thấu nơi tánh không, được các môn tam muội, người ấy khéo thuyết pháp. Nơi chí nguyện chẳng thoái, với nhãn rời phân biệt, do vì không phân biệt, người ấy khéo thuyết pháp. Chẳng rõ nhãn tánh không, cũng mê tự tánh nhãn, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết tự tánh nhãn, do vì biết rõ nhãn, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không, cũng mê cố tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết cố tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không, cũng mê phân tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết phân tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không, cũng mê danh tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết danh tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không, cũng mê sắc tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết sắc tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không, y thế tướng phân biệt, chẳng thể khéo tùy thuận điều phục các chúng sinh. Nếu biết nhãn tánh không, chẳng y tướng phân biệt thì khéo tùy thuận được điều phục các chúng sinh. Chẳng rõ nhãn có không mà thuyết pháp giữa chúng, người ấy tham lợi giữa mọi người chẳng tính thọ. Nếu biết nhãn có không mà thuyết pháp giữa chúng, người ấy chẳng tham trước mọi người đều tính thọ. Chẳng rõ nhãn tánh không mà ngồi trên pháp tọa, dù nói nhiều thí dụ mọi người chẳng tính thọ. Nếu biết nhãn tánh không mà ngồi trên pháp tòa,
Những thí dụ được nói mà người đều tính thọ, nhĩ, thị, thiệt, thân ý, sáu trần và bốn đại, cho đến thế sinh, danh, tất cả đều như vậy. Lúc Đức Thế Tôn nói kinh xuất hiện quang minh này xong, đâm tới nguyệt quang và đại và các đại chúng, tất cả thế gian, trời người Atula, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, hoan hỷ, tính thọ, phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kinh xuất hiện quang minh. Nguyện đem công đức này hồi hướng và khắp kẻ để tất cả chúng sanh được trở thành Phật đạo.